Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2022. Trước khi vào chương trình tin tức và bình luận thời sự ngày hôm nay thì chúng tôi xin có một vài cái ý kiến. Trước hết là lời xin lỗi của chúng tôi. Trong 10 ngày hôm qua thì nhận được rất nhiều những cái lời thăm hỏi cũng như là sự lo lắng của rất là nhiều bạn bè và anh em. Chúng tôi rất cảm ơn vì sự gián đoạn trong mấy ngày chương trình, trong mấy ngày hôm qua mà không thông báo được, là vì mấy ngày hôm vừa rồi thì chúng tôi bị cảm cúm hoặc là một cái chứng gì đó mà cứ nghĩ là Covid-19. Thế nhưng mà cũng rất may là bây giờ thì đỡ rồi. Vì cái chuyện là cái nó bị liên tục, nó đau đầu, sổ mũi, rồi là nó đau họng, rồi nhiều thứ, cho nên là không thể phát thanh được. Và chính vì vậy cho nên là không thể là làm chương trình được và gián đoạn một cái chương trình của mấy ngày. Và thưa quý vị, trong quá trình như vậy thì chúng tôi mới cảm nhận được cái tình cảm của tất cả những cái người đã dành cho chương trình và dành cho kênh của chúng tôi. Và qua đó thì rất là cảm ơn tất cả mọi người, cũng như là xin lỗi về sự nó trục trặc không đáng có như vậy. Có lẽ đến bây giờ cái tuổi 60 rồi thì nó cũng mình ngấm hiểu được cái câu gọi là em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Thì thật sự mà nói là nó cũng đến cái lúc mà rồi cái cỗ máy nó cũng mòn mỏi đi, nó có lẽ nó nhiều thứ nó trục trặc, và xin quý vị thông cảm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tin tức và bình luận thời sự ngày hôm nay thì chúng tôi có những cái nội dung chính như sau đưa được quý vị và các bạn. Cái thứ nhất là hai cựu chủ tịch ở cái huyện Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt vì tham nhũng đất đai. Đó là Nguyễn Xuân Thanh và Nguyễn Văn Quý, là hai người đều là cựu chủ tịch của thành phố Từ Sơn của tỉnh Bắc Ninh, đã bị bắt hôm 22 tháng 7 với cáo buộc là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là những cái từ mà chúng ta thường xuyên nghe thấy, và cái đó là cái từ để thay thế cho cái tội gọi là tham nhũng, và cũng thay thế cho cái từ gọi là ăn cắp. Một cái cách nói chính xác hơn, cái ngôn ngữ đúng hơn thì như vậy phải gọi là ăn cắp của công, ăn cướp tiền dân, mà đơn giản là như thế cho nó nhanh. Và thưa quý vị, từ tuổi trẻ cho biết là hai ông này, là Thanh và Quỹ này, bị cáo buộc cái tội liên quan đến dự án đấu giá đất tại phường Đồng Nguyên của thành phố Từ Sơn, nhưng mà không cho biết cái nội dung chi tiết của cái vụ việc này nó là như thế nào. Và cùng ngày hôm thì báo từ báo Dinh thì cho biết rằng là Nguyễn Xuân Thanh là 45 tuổi, có thêm chức danh khác là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Bắc Ninh, tức là trước đó là giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, sau lên chủ tịch, có thể là từ chủ tịch lên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, từ chủ tịch thành phố, bởi vì giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường là ở cấp tỉnh, còn thành phố này là của cái thành phố của ngang cấp huyện thôi. Còn theo từ VN Express thì vụ bắt hai ông Thanh ông Quý này thì là do cơ quan an ninh điều tra của công an tỉnh Bắc Ninh mở rộng điều tra sai phạm về quản lý đất đai xây dựng. Đến đất đai xảy ra tại cái thành phố Từ Sơn vào giai đoạn 2012 và 13, 12, 15. Thế như vậy là cách đây cũng 10 năm rồi, 7 năm đến 10 năm, 5, 10 năm trước. Trước đó thì Nguyễn Thế Tuấn là Phó Chủ tịch Ủy ban Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn và Phạm Quốc Tuấn là Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đã bị bắt, cũng liên quan với cái sai phạm về đất đai. Và như vậy thì nói như Nguyễn Phú Trọng, tức là cái đất đai là nhiều anh cũng làm giàu vì đất đai mà cũng nghèo đi vì đất đai, vì nhiều người chết vì đất đai, mà đa số thì bị quan chức thì bị bỏ tù về đất đai. Đây là cái hiện tượng mà trong thời gian vừa qua, thưa quý vị. Và bây giờ thì tiếp tục cả quan chức lại tiếp tục lại đất đai, và đấy là ở Bắc Ninh. Còn cũng về đất đai thì tại Thanh Hóa thì cựu phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cũng bị bắt. Nguyễn Bá Hùng là 56 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, nay là bí thư của huyện Như Xuân, vừa bị bắt vì dính sai phạm trong dự án gọi là Hạc Thành Tower, với cái cáo buộc gọi là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cái này là có thật, tức là chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có thật. Còn cái mà gọi cái tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ là một cái tội vô vật. Thế nhưng mà hai cái lợi dụng thì cái này lợi dụng thì ra tiền, mà cái kia là lợi dụng là ra tù. Thì thưa quý vị, là cái Nguyễn Bá Hùng này năm nay là 56 tuổi, là trước đây là phó giám đốc Sở Tài chính và chuyển lên về cái ngạch đảng khi mà coi như là phó giám đốc Sở Tài chính
Thưa quý vị, phó giám đốc sở tài chính mà phải chuyển về làm bí thư huyện thì tôi chưa biết là cái chức nào to hơn chức nào. Nhiều khi làm quan huyện thì lại bí thư thì chắc là làm vua một cõi đấy, thì chắc là kiếm ăn hơn và oai hơn. Thế nhưng mà phó giám đốc sở tài chính là cũng 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 vai cũng ác đấy. Thế nhưng mà cho bây giờ thì vừa bị bắt xong. Theo cái tờ Tuổi Trẻ cho biết, vào ngày 23 tháng 7 vừa qua thì có cho biết rằng là ngoài việc bị bắt thì Nguyễn Bá Hùng này còn bị Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa gọi là tra soát tài sản, rồi cung cấp các thông tin liên quan đến tài sản về nhà đất, về cũng như là không cho thực hiện các cái giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất thuộc cái sở hữu của cái ông này. Có nghĩa là cái vụ tham nhũng này một cách rõ ràng và khá nghiêm trọng, cho nên là đã bị gọi là quản người ta gọi là phong tỏa tài 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 sản à. Cũng giống như Nguyễn Đức Chung, thưa quý vị, khi mà chưa nộp 25 tỷ là coi như bị không là phong tỏa lại tất cả nhà đất, nhà ở chỗ Đặng Tiến Đông là nhà chỗ nọ chỗ kia, rồi là căn hộ, rồi là biệt thự các thứ phong tỏa hết và nộp 25 tỷ đồng thì thôi à, thì lúc bây giờ là không không phải phong tỏa. Thì đây cũng biện pháp như thế này. Và một tuần trước vụ bắt cái ông này thì cơ quan cảnh sát điều tra của tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án gọi là lợi dụng chức vụ hoặc quyền hạn khi thành công vụ xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower, là cái tòa nhà được ghi nhận là nằm ở vị trí đất vàng tại phường Điện Biên của Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa. Và cái tờ báo Dân Trí cho biết rằng là cái dự án Hạc Thành Tower này ấy, là vướng nhiều cái tai tiếng trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng mà không cho biết những cái cụ thể trong đó là gì. Bởi vì thưa quý vị, mà nói ra những cái cụ thể trong đó thì nhiều khi nó là không phải là một người dính, mà nhiều khi nó là nhiều kẻ dính. Cho nên là bây giờ cứ đảng chỉ chỗ nào thì biết là cứ chỉ chỗ đấy thôi, cái đó thôi, chứ còn chỉ ra nhiều khi là cứ chỗ này thâm thâm, chỗ này tím tím, cái chỗ này sùng, chỗ này à, là mệt lắm. Cho nên bây giờ theo cái cách của báo chí là coi như là cứ đảng bảo nhổ chỗ này biết là chỗ này thối, nhổ chỗ kia là chỗ kia thôi, còn cái chỗ xung quanh là không nói đến, và nguyên nhân tại sao nó thối đó thì là chuyện khác. Trong khi đó thì báo Pháp Luật của Sài Gòn này cho biết rằng là hồi năm 2009 thì để thực hiện cái dự án Hạc Thành này, Tower này, thì công ty Sông Mã được chính quyền Thanh Hóa giao cho khu đất rộng 2.706 m² tại cái đường Phan Chu Trinh. Xin lỗi quý vị bị ho. Và trong cái tổng số tiền để sử dụng đất của công ty Sông Mã này phải nộp vào ngân sách nhà nước là 56 tỷ 8. Tuy nhiên là đến cuối năm 2013 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lại ban hành cái quyết định về việc là giảm tiền sử dụng đất đối với công ty Sông Mã này còn có 48 tỷ 3. Và báo chí cũng không nói rõ là vì sao mà lại cái liên danh thì cái lãnh đạo ở tỉnh Thanh Hóa này mà lại hào hiệp để mà giảm cho cái công ty này một khoản tiền lớn như thế trong cái quyết định như thế này. Họ không nói đi, không nói đến, thưa quý vị. Thưa quý vị, đấy là cái tin tức về hai cái vụ mà quan chức là vào lò thì cái chuyện là ăn đất. Như cái cô Ngọc Trinh ngày xưa là coi như là cái gì đấy, cô nói cái gì đó, cô bảo nếu có thể thì lấy cặp đất mà ăn à. Chứ bây giờ thực ra là cô này cô cũng hiểu về giá trị của đất đai chứ còn cặp đất nó là ra tiền, bây giờ thì ra tù rất là nhiều, thưa quý vị. Đấy là cái thông tin về đất đai. Thông tin tiếp theo, thưa quý vị, là việc lĩnh vực y tế thì thanh tra đã phát hiện nhiều cái sai phạm trong cái mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Đắk Nông. Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã phát hiện nhiều cái sai phạm trong cái vi phạm liên quan đến việc sử dụng cái quỹ bảo hiểm y tế để mà mua sắm cả cái vật tư trang thiết bị y tế, đây là đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế tỉnh. Báo chí nhà nước loan tin vào ngày hôm 22 tháng 7 là đồng thời cho biết là hiện nay thì công an Đắk Nông vào cuộc để điều tra
Và theo kết luận của cái thanh tra tỉnh Đắk Nông thì từ năm 2014 cho đến năm 2019, tức là trong khoảng 5 năm, thì Sở Y tế này đã mua sắm 28 gói thầu trang thiết bị y tế, mà số tiền là hết 198 tỷ đồng. Cái vụ này thì đã có một những cái thưa quý vị, đã có, nếu như ai chú ý trên mạng internet thì sẽ chú ý rằng là đã có một số các cái tố cáo từ rất là lâu, và thậm chí là cái người tố cáo của những cái này thì đã bị trùm rất là ghê gớm. Và hình như là cái người tố cáo đó cũng đã bị tù tội gì đó. Tôi cũng nhớ sơ sơ vậy thôi chứ chưa rõ lắm. Bây giờ mình nhắc lại câu chuyện này để mình nhớ đến chi tiết đấy. Thì trong cái 14 gói thầu mà thanh tra tỉnh kiểm tra, Sở Y tế đã mua 97 loại trang thiết bị y tế với giá trị trúng thầu gần 98 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh tra xác định là giá trị các thiết bị đã mua chỉ có là gần 80 tỷ thôi. Có nghĩa rằng là đã trong đó có mất khoảng 18 tỷ là coi như đã bị các đồng chí chuyển từ túi của nhà nước sang túi của tư nhân. Khi chênh lệch giữa trang thiết bị này được phê duyệt kết quả trúng thầu và mua sắm lên đến là 18 tỷ đấy. Và thanh tra xác định là có 83 đến 97 cái gói thầu, 97 cái loại trang thiết bị y tế có giá trúng thầu cao hơn giá phổ biến ngoài thị trường và có rất nhiều lần so với giá hóa đơn nhập khẩu. Ngoài ra thì có 4 cái gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được các đơn vị đã thẩm định giá cho Sở Y tế chỉ sau một ngày khi ký hợp đồng, có nghĩa là thẩm định giá xong rồi. Thì trước đó thì ký hợp đồng xong xuôi rồi, cái đó mới được một cái đơn vị thẩm định giá. Và cái này là có cái quy trình gọi là sinh con rồi mới sinh cha, mà sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông này. Với những cái vi phạm như vậy thì nên thanh tra cho rằng Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu và gây hậu quả nghiêm trọng. Và do đó thì thanh tra đã chuyển hồ sơ sang công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Và thưa quý vị, nếu mà như vậy thì từ thời gian đó cho đến bây giờ thì nó cũng tiền chắc là tiêu cũng hết rồi, ra chuyển hóa là quá nhiều cái dạng thức khác nhau rồi, chuyển thành đất rồi chuyển thành nhà rồi chuyển thành ăn chơi rồi chuyển thành xe cộ rồi chuyển thành con cái rồi cháu chắt rồi chuyển thành nhiều những cái dạng khác nhau rồi, cho nên bây giờ là làm cho nó vui vậy thôi, chứ còn để mà bản chất của cái vấn đề là chống tham nhũng không phải là cái chuyện là để sau là đưa một ổ vào tù thôi quý vị. Cái đưa vào tù nó chỉ chẳng qua là theo như tôi nghĩ thì nó chỉ là một cái biện pháp để răn đe, để giáo dục cũng như là trị tội là một phần. Nhưng mà cái chính của nó, cái chống tham nhũng là để nó không xảy ra, chứ không phải là để nó xảy ra để trị tội, để lôi nhau cả một ổ. Chính vì vậy mà bây giờ làm quan chức là cái nghề mà rất là nguy hiểm. Và cũng chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là đấy, trang thiết bị y tế cứ đúng đến đâu là sai phạm đó. Mua một 98 tỷ thì coi như là đã chén được là 18 tỷ. Mua 100 tỷ thì chén được 30 tỷ. Đó là tiêu chuẩn Việt Á là cứ vậy, rồi cứ có tiêu chuẩn xưa nay giờ vẫn vậy. Cho nên bây giờ là cứ bị bắt sờ vào chỗ nào thì coi như hở chỗ đấy, chờ chỗ nào thì thành củi vào chỗ đấy, bị bắt chỗ đấy. Và chính vì thế mà hiện nay cả ngành y tế đang lo sốt vó về cái chuyện là không có vật tư y tế. Bông băng không có, tiêm không có, dây chuyền không có, rồi là mọi thứ không có, bệnh viện bệnh nhân vào đó là không có gì. Cái dây chuyền nước không có, rồi là tí thuốc men không có, mọi cái không có, vật tư thuốc men không có, là vì sao không mua? Vì sao mua là sợ là bị bắt. Vì sao bị bắt là bởi vì mua chả nhẽ mà lại mua lại không có hoa hồng, mà có hoa hồng mà nhận vào là bị bắt. Vậy thì không mua thì sao? Không mua thì coi như thiếu thôi. Vậy thì trường giờ thì sinh ra bộ phận tiếp liệu đó mà không mua thì có ăn lương, mua thì ăn lương, nhưng mà không mua ăn lương vẫn ăn lương như thường. Bây giờ là cả nước thiếu, cả nước thiếu vật tư, bởi vì người ta không dám mua, mua là đi tù. Mà mua phải đi tù, mà hở ra là phải đi tù. Bây giờ nó cứ thành lệ rồi, thưa quý vị. Nếu như mà đã mua mà lại không được phần trăm, không được hoa hồng thì lấy gì mà cống lên trên, lấy gì mà bù cái ghế, thà rằng là coi như không mua được cái gì đó thì hợp đồng vẫn còn. Và đến lúc nào đó mà cả nước không mua thì có nghĩa là cả ngành y tế bị tê liệt.
Rồi đi tê liệt thì đến lúc nào đó thì cũng thể cho chúng mày coi như bây giờ thảo khoản thì chúng mày, chứ bây giờ mà diệt thế này thì coi như là chết thì chết cả, đại khái là vậy. Và khổ thì khổ thường dân thôi, chứ còn một cán bộ trung ương thì thưa quý vị, nó có cái ban quản lý sức khỏe trung ương rồi, tức là cái đám đầy tớ nó có cái ban quản lý sức khỏe riêng rồi, thuốc men là coi như vô không 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 hạn chế, thiết bị thì đầy đủ mọi thứ. Còn đến cái trung ương, một trung ương cao quá thì giống như là Trần Đại Quang thì coi như là đi sang Nhật chữa bệnh virus lạ. Còn ít nhất như là Nguyễn Bá Thanh thì cũng sang Mỹ, sang trung tâm Hopkins mà chữa cái bệnh gọi là cũng lại là coi như bệnh lạ, kiểu như vậy thôi. Chứ còn người dân thì được cái là vào hưởng cái chế độ, bây giờ coi như vào đó thì coi như cái muốn tiêm ra kia, muốn mua thuốc vào đây tao tiêm cho, muốn bống băng, muốn mổ ra kia mua vào đây tao mổ cho, còn không ý. Đây là cái tình trạng y tế hiện nay thưa quý vị. Thông tin tiếp theo nữa là Bộ Chính trị cảnh cáo nguyên Bí thư Phú Yên, rồi khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên. Tức là một đồng chí bị cảnh cáo, còn một đồng chí thì trả về quần chúng nhân dân. À, trả về quần chúng nhân dân một đồng chí mà đã nhuốm máu Đảng từ lâu lâu. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 20 tháng 7 vừa ra quyết định là cảnh cáo nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên và khai trừ Đảng Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên. Đó là theo truyền thông ở trong nước đưa tin. Kết luận đưa ra sau cái cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, và nhằm để mà xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 25 năm và 2000 cho đến năm 2020. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016 đến 2021, 2021 đến 2026, và Huỳnh Tấn Việt là Ủy viên Trung ương Đảng và Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư tỉnh ủy. Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương có nghĩa là từ ủy viên tỉnh mà đã chuyển ra làm Trung ương thưa quý vị. Mà vì sao mà làm được đó thì chúng ta biết được cái nguyên nhân vì sao. Đây, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương. Nhưng mà trước đó là nguyên Bí thư tỉnh ủy và Bí thư Đảng ủy Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên. Rồi Nguyễn Chí Hiển là nguyên Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên. Cuộc họp thì kết luận Ban Thường vụ tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021, rồi Ban Cán sự Đảng của tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 16-21 rồi 21-26 đều có những sai phạm liên quan đến quản lý sử dụng tài sản nhà nước và thi tuyển công chức, rồi đấu thầu, rồi vi phạm việc mua sắm trang thiết bị công tác phòng chống dịch COVID-19 vân vân. Nói chung tất cả đó là quy một cái tội rất đơn giản là ăn cắp. Các đồng chí lãnh đạo ở địa phương này bây giờ, sau đó rồi thì một đồng chí lên trung ương bí thư đảng đoàn của trung ương chứ không phải là nhỏ. Huỳnh Tấn Việt bị xác định là chịu trách nhiệm, là người đứng đầu là chịu trách nhiệm chính về những cái vi phạm khuyết điểm ở đó. Và Nguyễn Chí Hiếu thì bị xác định là phải chịu trách nhiệm chính trong việc người đứng đầu hội đồng đấu giá đất của tỉnh đã xảy ra cái vụ án hình sự gọi là vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí đất đô thị ở khu đô thị mới gọi là Nam thành phố Tuy Hòa. Đó là hai đồng chí, thì một đồng chí bị cảnh cáo, một đồng chí là coi như trả về cho là nơi xuất phát, là trả về cho quần chúng nhân dân để rồi là lại đào tạo lại, rồi là thanh lọc cho nó sạch sẽ lại, chứ nó vào đảng mà dục năm bây giờ nó thối quá. Và thưa quý vị, một cái tin rất là vui là rất may là Hà Nội đã có tân chủ tịch Trần Sĩ Thanh đã trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với cái tỷ lệ đồng thuận đã đến 100%, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân có mặt là đã coi như giơ tay là coi như bầu đồng chí Trần Sĩ Thanh là bầu làm Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội. Rất may, người ta lo lắng như cái, như vậy là cho nay là cái sự lo lắng trước đó là khi nhớ mà coi như cái Hội đồng Nhân dân mà cái hôm 22 mà không giơ tay mà bầu là thì coi như Hà Nội coi là có lẽ là không bầu cho Trần Sĩ Thanh thì có lẽ là coi như Hà Nội chưa biết đến khi nào cho coi chủ tịch. Đó là một cái may mắn. Xin lỗi quý vị, thị trường ho hẳn là vẫn chưa hết.
Con số 100% cho thấy rằng là đây là cái việc gọi là chỉ định thầu. Và theo người ta nói là chỉ định thầu, nhưng đây thì gọi là chỉ định bầu. Theo cái quy trình gọi là bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội là chỉ được phép giơ tay nha. Chỉ việc giơ tay phất nhẹ nhàng, không có việc gì mà phải ý kiến đi cò gì cả. Thằng nào không phải 100% mà có 98%, 99% thì coi chừng này muốn đi tù hay là muốn ở nhà giơ tay tiếp. Cái điều đáng lưu ý là con số 100% bầu chủ tịch này cho Trần Sĩ Thanh này hôm nay thì cũng chính là 100% cái đại biểu mà đã giơ tay bãi nhiệm Chu Ngọc Anh trước đó, và cũng chính là 100% giơ tay để bầu Chu Ngọc Anh trước đó, rồi cũng chính là 100% để mà bãi nhiệm là Nguyễn Đức Chung trước đó, và cũng là 100% giơ tay để bầu Nguyễn Đức Chung trước đó. Thưa quý vị, nó cứ lặp đi lặp lại, cứ 100% hết, cứ đảng bảo chỉ xuống bầu 100%, cách chức 100%, đuổi 100%, tất cả 100% hết. Và thưa quý vị, Nguyễn Đức Chung khi những cánh tay mà bầu Nguyễn Đức Chung là năm 2015 cũng hồi tháng 12, thì coi như bà bầu Nguyễn Đức Chung là sau đó là vội vã là coi như cũng cũng tiếp như tôi vừa nói quý vị, cũng tiếp tục là coi như là hạ xuống để lại bầu. Đây có nghĩa là gì? Tất cả nhất trí là 100%. Và người ta có một cái cảm giác, tôi có một cái cảm giác là khi mà nhìn thấy trên màn hình nhá, những cái cánh tay mà giơ lên để đã có 100% như thế này ấy, thì chúng tôi biết rằng là những cái cánh tay này này, bình thường trong cái hoạt động của con người ấy, thì mọi hoạt động từ cái tay giơ lên, rồi là cái mắt liếc, rồi là cái mũi ngửi, rồi là cái miệng nói chẳng hạn, là do cái não nó điều khiển. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy trên cái màn hình mà cứ 100%, 100% giơ tay bầu, rồi 100% bãi bãi miễn, rồi là 100% là bầu như vậy, thì nó có cảm giác rằng tất cả những cái giơ lên này thì nó không có cái não nào điều khiển, mà chỉ có mỗi chỉ thị của Đảng điều khiển, chứ còn cái não coi như là tê liệt hoàn toàn, những bộ não đó không những hoạt động. Và thưa quý vị, chúng ta biết được là cái 100% để bầu Nguyễn Đức Chung và 100% bầu Chu Ngọc Anh đó, thì cho đến kết quả là cả hai người hiện nay đang nằm trong nhà tù. Và cũng ngày hôm 22 thì báo chí Việt Nam dẫn lời của của Trần Trí Thanh sau khi được bầu đã giơ tay tuyên thệ và nói rằng là tôi nguyện cống hiến hết sức mình, tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất những kiến thức, khả năng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác. Và đó là lời hứa của chủ tịch mới của Hà Nội. Và khi mà nghe những cái lời này của chủ tịch mới của Hà Nội Trần Sĩ Thanh này, thì chúng ta lại nghe phảng phất đâu đây cũng cái lời hứa, lời tuyên thệ như thế của cái chủ tịch mới Hà Nội này, thì chúng ta nhớ rằng là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2015, tại kỳ họp 14 của Hội đồng Nhân dân khóa 14 của Hà Nội, thì sau khi mà đắc cử được cái chủ tịch thành phố Hà Nội với tỷ lệ phiếu cũng 100% này, cũng cái Hội đồng Nhân dân này, thì đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu như thế nào thưa quý vị? Đây là lời phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Chung có đoạn như sau: hôm nay tôi được các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tín nhiệm, rồi giới thiệu, rồi bầu tôi giữ trọng trách là chủ tịch ủy ban thành phố nhiệm kỳ 2011-2016. Trước hết là tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến các quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố vì sự tín nhiệm đã dành cho tôi. Tức là vì sao mà lại dành cho, là vì có sự tín nhiệm. Tức là đã chọn lựa rất kỹ càng, rồi là giơ tay rất là suy nghĩ, rất là chín chắn, rồi khi đó mới giơ tay chứ không phải là chuyện đơn giản. Cho nên là ông Nguyễn Đức Chung mới phát biểu như vậy. À, rất là tín nhiệm là lựa chọn như vậy. Thế nhưng mà chỉ thời gian rất ngắn sau thì giơ tay để bãi miệng, rồi lại giơ tăng khác 100, rồi lại giơ bãi miệng ấy. Và Nguyễn Đức Chung có hứa hứa tiếp rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với trách nhiệm và sứ mệnh được giao phó. Sự tín nhiệm, lòng tin của các đồng chí, sự ủng hộ lớn lao của người dân thủ đô là vinh dự, là động lực lớn cổ vũ khích lệ giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng là trọng trách nặng nề đối với ta trong thời gian tới. Và Nguyễn Đức Chung hứa tiếp là để xứng đáng với sự tín nhiệm đó thì tôi nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, nỗ lực phấn đấu cao nhất để nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội,
được pháp luật quy định để không phụ lòng tin của lãnh đạo các cấp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, của cử tri và nhân dân thủ đô. Và như vậy là thực hiện lời hứa của Đức Chung là gì? Phấn đấu cao nhất, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, phấn đấu cao nhất để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch thành phố Hà Nội. Và vì thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội như vậy thì ba vụ án đã xảy ra vừa qua. Và Nguyễn Đức Chung đã hầu tòa 6 lần với ba vụ án đó, nộp 25 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Rồi là những cái vấn đề tiếp theo, và bây giờ là tổng cộng là 12 năm tù, thưa quý vị. Thì những cái việc như vậy chúng ta nhìn thấy đấy là cũng những lời thề của người cộng sản. Và đấy là Nguyễn Đức Chung. Còn tiếp theo đó nữa thì sau đó thì sáng 23 tháng 6, sau khi được Ủy ban thành phố Hà Nội bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì nhiệm kỳ 2021-2026 thì chú Ngọc Anh đã có lời tuyên thệ và phát biểu như sau: chúng tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin yêu kỳ vọng của lãnh đạo trung ương, của thành ủy thành phố và các vị đại biểu hội đồng thành phố, cũng như cử tri và nhân dân thủ đô. Thưa quý vị, nghe có sướng cái lỗ tai à? Nghe nó cái nhảy tưng 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 tưng, nghe sướng. Những cái lời lẽ phải nói là tuyệt vời. Và hiện nay thì đồng chí vẫn thực hiện ở trong nhà tù, thực hiện những cái lời lẽ đó, những cái lời tuyên thệ trong nhà tù. Cho nên người ta nói cái câu rất là hay: cái lời thề nhưng mà cà trê, giống con cà trê nó chui ống, à nó cứ thề xong rồi chui sang bên kia. Và cả đồng chí đảng viên cộng sản làm chủ tịch ủy ban thành phố Hà Nội cũng có lời thề xong rồi chui vào trong tù. Và bây giờ thì đây là đồng chí thứ ba giơ tay thề trước hội đồng nhân dân là Trần Sĩ Thanh. Một cái thông tin tiếp theo là, thưa quý vị, Việt Nam đang đối phó với cái nguy cơ cái bệnh đậu mùa khỉ nhưng mà không có thuốc. Trước cái nguy cơ mà có thể bị cái dịch bệnh dịch là đậu mùa khỉ thì cơ quan y tế tại Việt Nam vừa có họp họp khẩn với ai, thưa quý vị? Với đại diện của CDC Mỹ và cơ quan y tế thế giới là WHO. Báo chí Việt Nam cho hay là cuộc họp được tổ chức ở Hà Nội vào chiều Chủ nhật 24 tháng 7 năm qua. Chỉ một ngày sau khi mà WHO loan áo báo cái bệnh đậu mùa khỉ là cái tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Và thống kê mới nhất cho hay là dịch bệnh này đã xuất hiện tại 75 quốc gia với hơn 16.000 người bị lây nhiễm và có 5 người thiệt mạng. Hiện nay thì Việt Nam chưa thể có cái trường hợp nào là bệnh đậu mùa khỉ, nhưng Bộ Y tế thì đã thúc giục nhà cầm quyền các địa phương là phải giám sát và phát hiện cái bệnh đậu mùa khỉ tại các cái cửa khẩu các tỉnh, nhất là các hành khách đến từ các nước đang có dịch, đồng thời họp bàn với các phương họp bàn các phương án ứng phó. Đó là cái nhà cầm quyền trung ương giục các cái nhà cầm quyền địa phương ở Việt Nam. Thưa quý vị, cái bệnh đậu mùa khỉ này gọi là monkeypox, là gây ra bởi cái siêu vi trùng cùng họ với cái bệnh đậu mùa là orthoprovirus. Cái bệnh đậu mùa này đã từng được thế giới tiêu diệt những cái thập niên 1980 qua một cái chương trình trích ngừa virus là có hiệu quả. Và theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới thì trường hợp đầu tiên phát hiện đậu mùa khỉ xảy ra Congo vào năm 1970. Rồi những năm sau đó thì chỉ quanh quẩn ở tại một vài nước châu Phi mà thôi. Nhưng mà đến năm 2022 thì một đợt bùng phát bất ngờ với những cái chứng đậu mùa khỉ lại xảy ra một số nước bên ngoài châu Phi. Cho nên là các cái chuyên viên y tế quốc tế cho rằng có thể là cái chứng bệnh này đã ngấm ngầm mà nó lây nhiễm lâu nay nhưng mà không được để ý và kiểm soát chặt chẽ. Và khi một số nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã thông báo có một số người đã bị lây nhiễm của mùa khỉ này thì dịch bệnh lại lan ra một cách rất là nhanh chóng. Ngay cái nước Mỹ thì loan báo, cho đến bây khi loan báo thì đã có gần 3.000 người đã bị bệnh đậu mùa khỉ này chỉ trong thời gian có một tháng vừa qua. Trong đó thì có hai trẻ em, và mới đây thì đại học gọi là Queen Mary ở Anh Quốc đã nghiên cứu và nói rằng là 95% những người bị bệnh đậu mùa khỉ là do lây lan qua cái đường tình dục. Ở những cái nhóm người đồng tính và phụ nữ mang thai có thể lấy virus sang thai nhi qua nhau thai.
và những người người ta có thể nhiễm khi mà ăn cái loại thịt mà chưa nấu chín kỹ thì có thể là bị cái loại bệnh này. Và cái khi mà ở Việt Nam nghe tin có cái bệnh này thì mà có thể là lây nhiễm đến Việt Nam thì bắt đầu Việt Nam bắt đầu lo họp bàn để đối phó, nhưng mà bây giờ lại không có gì để mà gọi là họp thôi. Nhưng bây giờ hỏi là lấy gì để mà nếu những trường hợp nó đến Việt Nam thì vì vaccine là không có, bây giờ thuốc thì cũng không có nốt, thì lấy gì để chống nó thì cũng có, kể cả là thuốc sinh phẩm để chuẩn đoán bệnh đậu mùa có nó hay không, rồi là tất cả những cái thứ để mà nó là bằng con số không, đó là theo cái lời ông Đặng Đức Anh là viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương là cho biết như vậy. Đồng thời là Việt Nam cũng không có thuốc chủng ngừa, không có cái vaccine để mà ngừa cái loại này, chủng cái loại này, dù là thuốc chủng ngừa đậu mùa, kể cả là cái vaccine để mà tiêm phòng cho cái đậu mùa, bệnh đậu mùa thì cũng không có nốt. Cho nên là Việt Nam đề nghị WHO là hỗ trợ. Đấy, lại bắt đầu cái con bài gọi là ngoại giao vaccine rồi. Và hiện nay thì theo ông Đặng Đức Anh cho biết là thế giới hiện nay chỉ có hai loại vaccine được Mỹ cấp phép và sử dụng, thì đều là vaccine của virus sống. Vaccine là có cái lộ trình 2 liều và tiêm cách nhau 4 tuần dành cho những người 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên là WHO khuyến cáo là không tiêm đại trà vaccine này, chỉ dùng cho cái nhóm nguy cơ cao như là những người đồng tính và lưỡng tính nam. Đó là theo cái tạp chí sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế của nhà nước Việt Nam. Và muốn chuẩn bị sớm để mà ngăn chặn cái đại dịch này, bởi vì rút kinh nghiệm ở cái đợt Covid vừa qua là cứ ngồi lo ngạo nghễ là coi như là nó có đến đâu thì đến, nhưng mà đến Việt Nam là coi như là cứ đừng bỏ tay, và cứ nếu có bị người nào thì chúng ta là coi như sạch chữa hết, bởi vì cái một phi công của người Anh người ta còn chữa là huống gì là người Việt Nam còn quý hơn gấp vạn lần người Anh, tại sao mà lại cho nên bà con yên tâm ở Việt Nam là an toàn nhất, đấy là điểm đến. Và bây giờ cột điện bên Mỹ nó có chân ông về Việt Nam là đi mới tổ chức, chúng ta phải giải cứu công dân về Việt Nam là về nhà cho nó an toàn. Xong rồi là báo chí bảo rằng là một số những người nước ngoài là coi như bây giờ là xã ân hận là đã rời Việt Nam sớm. Và thưa quý vị, kết quả của cái việc ngạo nghễ đó là gì, là đến khi chết không có chỗ chôn, chôn không kịp, bỏ hết container lạnh là sang container lạnh khác, rồi bây giờ có mấy chục cái bây giờ không có nữa, thì coi như là đã cập mấy chục hectare đất để đào mộ hết rồi, đào hố hết rồi, cứ thế ra là lấp vào thôi, chứ còn bây giờ không sẽ là không ấy. Thì đấy là rút cái kinh nghiệm đấy. Cho nên bây giờ thì nghe là đến cái dịch, rồi nghe là đến bệnh, rồi nghe đến này khác là bắt đầu hoảng, thì sẽ cũng họp sớm để cho có trách nhiệm. Nhưng mà bây giờ là lấy gì để chống nó thì không có gì cả. Cho nên một thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam đã đề xuất là Tổ chức Y tế Thế giới này, rồi đề xuất là CDC là cơ quan phòng chống bệnh tật của Mỹ này, CDC Hoa Kỳ này, là xin này, hỗ trợ cho một lượng vaccine nhất định để có thể tiêm cho cái nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là trường hợp xuất hiện tại Việt Nam. Và thưa quý vị, về thuốc thì nếu như có kháng sinh virus thì coi như Việt Nam cũng xin hỗ trợ cho một số, đó là cái cách gọi là ngoại giao vaccine tiếp tục của Việt Nam. Mà thưa quý vị, chúng ta thấy lạ không? Tại sao trước cái nguy cơ bệnh dịch như thế lại sao lại không chạy sang mời Nga, rồi mời tàu vào mà họp? Tại vì suốt ngày là cứ bám gấu con tay Nga với tàu, chứ còn làm sao, cứ khi nào mà cứ cần bệnh tật rồi là cần tiền bạc rồi cần cái nọ kia là cứ gọi Mỹ là cái quái nào nhỉ? Thế mà còn miếng gì mà coi như khi nào ra quyết tử quyết sinh được, coi như là ra mà coi như là cần phải chọn phe chọn phiệt thì dứt khoát phải là Nga thôi, chứ Nga là quan thầy thì chứ, hoặc là tàu chứ, còn Mỹ kỹ nào là thế lực thù địch. Vậy bây giờ đến lúc mà là bắt đầu là bị dịch bệnh nguy hiểm lại gọi Mỹ vào thôi, thì coi như là vaccine có cho xin một ít rồi là để mà tiêm nguy cơ cao, rồi còn nếu chưa có thuốc kháng sinh kháng virus còn nếu có thì cũng xin xin nốt. Bây giờ thưa quý vị, và thưa quý vị, chúng ta thấy được cái điều hay không, của thì ghét, của thì ưa, nhưng mà người thì ghét, người thì ghét mà của thì ưa. Đối với đế quốc Mỹ là phải nâng cao cảnh giác, người đế quốc Mỹ thì rất là xấu,
Nhưng mà cái của giai cấp công nhân Mỹ làm ra thì rất là tốt. Đấy là cái quan điểm của giai cấp của đảng ta là như vậy. Bởi vì của đó là do cái virus, vi chất các thứ, cái kháng sinh với lại thuốc men này là do giai cấp công nhân của Mỹ làm ra. Mà giai cấp công nhân thì cả vô sản các nước liên hợp lại, cho nên là kêu gọi giai cấp công nhân Mỹ ủng hộ Việt Nam là đúng thôi. Đảng của ta là đảng của giai cấp công nhân. Chứ còn mà chính quyền Mỹ thì bao giờ cũng xấu. Bởi vì đó là cái quan điểm của đảng như ta. Và thưa quý vị, vừa mới họp về CDC Hoa Kỳ với lại cả tổ chức WHO vừa xong để chuẩn bị để xin tiếp về kháng sinh cũng như là kháng virus cũng như là vaccine để cho cái bệnh gọi là sắp tới có thể nguy cơ là đậu mùa khỉ. Thế nhưng Việt Nam hiện nay có 21 triệu rưỡi liều vaccine COVID-19 hiện nay đang tồn kho và có nguy cơ là hết hạn với địch. Việt Nam hiện nay tồn kho là hơn 1 triệu rưỡi cái liều vaccine COVID-19, trong lúc nhiều người dân thì không muốn trích cả cái liều tiếp các mũi tăng cường, khiến cho lượng vaccine hiện nay tồn kho có nguy cơ là phải tiêu hủy khi mà hết hạn sử dụng. Đó là lời của nhà chức trách Việt Nam cho biết như vậy. Cái số vaccine này chủ yếu là loại vaccine của Mỹ, loại Pfizer và loại Moderna. Bà Dương Thị Hồng là Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Y tế Trung ương được bờ tuổi trẻ phỏng vấn trích dẫn cái lời nói tại cái hội nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh và phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng thì do Bộ Y tế phát tổ chức vào chiều ngày 21 tháng 7. Bên cạnh đó thì cũng có 2,35 triệu liều vaccine gọi là Verocell của Trung Quốc vẫn chưa được sử dụng và số vaccine này sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2023. Đó là cũng theo lời của bà Hồng. Và chúng ta biết rằng là Verocell này của Trung Quốc, của Mỹ là có 1,5 triệu liều, của Moderna rồi là Pfizer này của Mỹ thì có thể rằng là được tặng trong cái khoản gần hơn 40 triệu liều gì đó là của chính phủ Hoa Kỳ tặng. Thế nhưng mà cái Verocell này của Tàu ấy thì chắc chắn là bỏ tiền ra mua trong cái quá trình gọi là mua 21 triệu liều. À đâu, 12 triệu, 14 triệu liều đó hết 140 triệu đô la. Đấy là cái số này, bây giờ còn 2 triệu 35. Và do hàng sử dụng của vaccine COVID-19 ngắn hơn các loại vaccine khác, nó chỉ từ 6 đến 9 tháng mà thôi. Trong khi đó cần thời gian giãn cách tối thiểu là vài tháng giữa các mũi tiêm. Cho nên Bộ Y tế Việt Nam đã gặp khó khăn trong việc triển khai tiêm cho hết cái số lượng vaccine tồn kho này. Đó là quan chức y tế này cho biết như vậy. Trong khi đó thì số lượng người lớn đã chích ngừa thấp. Và cái điều này đã và đã phải thưa quý vị, do cái số lượng người đi chích ngừa thấp cho nên dẫn đến cái việc vaccine phải tiêu hủy, do một số vaccine đã chứa nhiều cái liều nhưng mà tiêm không hết cho nên dẫn đến những cái số liều còn lại là phải vứt bỏ. Chẳng hạn như là một cái lọ như này mà được khoảng 10 liều nhưng mà mới tiêm 1-2 liều nó dở như vậy mà sau đó là không tiêm được là phải vứt bỏ. Thì những cái thứ như thế cũng là rất là phí. Chúng ta biết rằng là một liều vaccine của khi mới về Việt Nam đang dịch bệnh đang hoảng hốt đấy, thưa quý vị, thì có rất nhiều người đã xin tiêm cái vaccine đấy mà phải đút tiền để mới được tiêm bởi vì nó nguy hiểm quá, thấy người ta chết quá sợ. Thì có những người là phải bỏ ra dăm 3 triệu rồi dăm 7 triệu thậm chí rất nhiều tiền để được tiêm làm cái những vaccine đó. Rồi sau đó thì cái hoảng quá nữa thì vaccine tàu cũng tiêm rồi là, nhưng mà đến khi một lúc rồi là dịch bệnh nó đỡ hơn thì lại có những cái lý thuyết, có những người tuyên truyền nói rằng là cái vaccine này là tiêm rồi là nó bị tác dụng phụ, rồi nó bị cái lọ, rồi bị cái kia. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái hiện tượng mà tiêm rồi thì chết thẳng cẳng. À, bao nhiêu chờ đứa học sinh ở Hà Nội, ở Thường Tín, ở chỗ nọ chỗ kia tiêm chết xong rồi thì coi như nhà nước Việt Nam chỉ giải thích gọi là bị sốc phản vệ thế thôi, trong khi cả quốc gia cả thế giới thì không ai sốc phản vệ kiểu đấy. Chính vì vậy mà
người ta sợ ở trung tâm tiêm là bởi vì sao thưa quý vị, tại sao chỉ về Việt Nam cho phản vệ thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Tất nhiên là người ta không dám nói ra những nguyên nhân nọ, thế nhưng người khác cũng nhìn ra cũng thấy rõ ràng, như Thanh Hóa tiêm một loạt cái xong rồi là của tàu xong cái là ngả lăn quay ra chết bao nhiêu đứa, rồi là bịt hết cách nọ bịt cách kia chẳng hạn như vậy, thì làm người ta là cảm thấy sợ hãi là bởi vì có nhiều cái lý do. Cái vaccine phải bảo vệ nghiêm ngặt ở một cái chế độ nhất định nào đó, rồi khi mà anh tiêm thậm chí là tiêm mà không cần tới bảo vệ cũng tốt, rồi biến dạng đi hoặc nó hư hỏng đi, mà thậm chí Việt Nam là còn chơi cái loại này coi như là nới đạn. Đáng lẽ tháng 6 thì hết hạn thôi, tao cho mày thêm 8 tháng nữa, 10 tháng, 9 tháng nữa cứ thế tiêm. Chết thì mày chết cho tao chết đâu. Cho nên là câu hỏi bảo thì cứ tiêm không sao cả. CDC Việt Nam cho này, đây là Bộ Y tế cho cấp phép này. Nhưng mà cấp thì cấp chứ còn chết là mày chết cho tao có chết đâu. Nó giống như kiểu là mày cứ đấy có tổ ong trên mà cái treo lên mắt đi, đâu có cảm tao chịu cho. Kiểu vậy. Cho nên là tiêm thì cứ tiêm thôi, cho đạt chỉ tiêu rồi là tao báo cáo thành tích thôi. Chứ còn cái chuyện chết là mày chết cho tao có chết đâu. Mà chết thì đem chôn thôi. Chính vì thế mà rất nhiều người phổ biến những cái lý thuyết rằng là ở tiêm thì nguy hiểm cách nào, nguy hiểm cách kia, vấn đề thôi quý vị. Cái vaccine nó là một cái tiến bộ của cả thế giới, người ta thừa nhận cái điều đó chứ không phải là chỉ có mỗi Việt Nam hoặc là một vài cái nhà nghiên cứu theo cái kiểu tin giả để mà nói chuyện là phủ nhận cái chuyện đấy. Kể cả ta nói đơn giản nhất là như ông Tổng thống Donald Trump ấy, là ông là cái người mà ban đầu tiên là cái người ông cũng là đốc thúc bỏ tiền ra để cho các cái cơ quan là nghiên cứu vaccine. Thế đến sau rồi thì ông cũng không công khai ủng hộ vaccine, ông bỏ cái virus cúm tàu này thì chuyện bá lăng nhăng làm gì có. Thế nhưng mà đến khi ông bị dính cái thì ông cũng tiêm vaccine cho ông im lặng ông tiêm. Thì tất cả những cái như thế người ta vẫn không phủ nhận cái của nó. Còn Việt Nam ta thì có rất nhiều người cũng thích cái kiểu là gọi là thôi thì cứ gọi là thuyết âm mưu thôi, mình khôn hơn cả thế giới thì có những cái tuyên truyền đó, ai nghe thì nghe. Vấn đề ở chỗ nó cũng có cái cơ sở của nó, cái là Việt Nam tiêm toàn là cái sốc phản vệ rồi chết. Cho nên là mình sinh ra cái chuyện đó, và bây giờ thì có rất nhiều người không tiêm. Vì nói tổng ra là cái nguyên nhân là cái nền y tế, cái bảo quản, là cái sử dụng, rồi là cái cách quan niệm về cái tính mạng con người nó quá đơn giản, quá rẻ rúng thì nó mới sinh ra vậy. Cũng tại cái hội nghị này thì bà Hồng này đã thông báo rằng là tình trạng tiêm ngừa COVID-19 đang diễn ra chậm chạp, trong đó có việc tiêm mũi thứ ba và thứ tư. Tức là cái mũi tăng cường cho người trưởng thành và mũi thứ nhất, thứ hai cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi là không đạt tiến độ. Do đó mà đề nghị tránh lãng phí thì cơ quan này kêu gọi các địa phương là đẩy nhanh tiến độ chích ngừa COVID-19 để sớm hoàn thành trong quý 3 năm nay, đó là theo từ tuổi trẻ cho biết. Và yêu cầu các địa phương tìm cách khẩn trương báo cáo về nhu cầu vaccine cho 6 tháng cuối năm. Đó là cái tình hình về cái vaccine COVID-19 thưa quý vị. Thưa quý vị, cái COVID thì nó có vẻ là nó vẫn chưa chưa hết. Đợt vừa qua, những ngày vừa qua thì ở Mỹ là trung bình mỗi ngày đã có khoảng 120.000 người nhiễm COVID-19 và nó có những biến thể mới chứ nó cũng chưa chấm dứt được đâu. Mấy ngày hôm nay tôi cũng biết là thế nào, có người nó cứ cứ tưởng COVID, tưởng là coi như là đến tuổi mà coi như được khi là coi là hưởng thọ chừng này tuổi coi như là lên đường. Thế nhưng mà rồi không biết rồi có qua được cái nạn này không nữa, thưa quý vị. Đây là cái thông tin về cái tình hình y tế, về tình hình xã hội, và thưa quý vị một cái thông tin tiếp theo về tình hình quốc tế liên quan đến Việt Nam. Thì cái hàng không mẫu hạm của Mỹ, cái loại US Ronald Reagan, tức là cái tàu đấy đã hủy chuyến thăm Việt Nam theo kế hoạch. Và cái thông tin cho biết là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ US Ronald Reagan đã dự kiến là thăm Việt Nam vào trung tuần tháng 3 tháng này. Thế nhưng mà chuyến thăm đã bị hủy bỏ. Cái bản tin tiếng Anh của cái Đài Á Châu Tự Do RFA hôm 23 tháng 7 là dẫn ghi hai nguồn tin Việt Nam có hiểu biết cái vấn đề này, nhưng mà đã đề nghị là coi như là ẩn danh cho việc thông tin như trên. Và họ nói rằng là không có cái lý do nào được cung cấp các nhân viên phía Việt Nam tham gia chuẩn bị cho cái chuyến ghé thăm của cảng của cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, được yêu cầu là túc trực trong vài ngày trước khi có quyết định cuối cùng vào tuần trước. Nguồn tin đã nói như vậy. Thay vì cái chuyến ghé thăm vào cái cảng Đà Nẵng theo kế hoạch ban đầu thì cái tàu USS Ronald Reagan đã cập cảng vào căn cứ hải quân Changi của Singapore hôm 23 tháng 7. Đó là theo thông báo trên Facebook của cái tàu USS Ronald Reagan.
Và theo cái suy đoán của cái giới quan sát thì sở dĩ cái chuyến thăm Việt Nam này của cái tàu Ronald Reagan này không suôn sẻ, không như dự kiến kế hoạch được thì có nhiều lý do, trong đó có một cái lý do là có việc là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ gần đây để đưa Việt Nam vào cái danh sách đen đứng cái hàng thứ ba về cái tệ buôn người. Và vấn đề này thì các báo Việt Nam dẫn phản hồi của Lê Thị Thu Hằng gọi là phát ngôn viên của Ngoại giao Việt Nam rằng là phúc trình của Ngoại giao Hoa Kỳ không xác thực, không phản ánh đầy đủ và chính xác về tình hình và nỗ lực phòng chống mua bán người của Việt Nam. Có nghĩa rằng là cô này cô nói cũng có phần đúng, tức là cái báo cáo của Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ xếp Việt Nam là coi như đứng vào cái nước tệ nhất về cái tình hình buôn người, chứ không phản ánh, không xác thực và không phản ánh đầy đủ về cái tình hình và nỗ lực của chính phủ Việt Nam. Cái nỗ lực chính phủ Việt Nam đến mức là bây giờ cái chuyện buôn người trở thành công khai chứ không phải nói chuyện lắm có, thưa quý vị. Chúng ta có thể nhan nhản ở trên mạng cũng có, với đi dọc đường thì chúng ta cũng có, rồi là quảng cáo đủ các thứ. Làm thủ tục đi Hàn Quốc 50 triệu, 30 triệu, đi xong lấy tiền, trước đi học hàng là kia này khác, đi Nhật Bản, đi Đài Loan, rồi là đi Nga, rồi đi Anh, rồi đi nọ kia này khác, những cái con đường đi ngầm mà chết mấy chục người trong, đi lậu ở trong 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 container cũng có, rồi là đi sang Cuba, rồi nhảy vào Mexico, rồi từ Canada vào phía Mỹ có hết. Và thưa quý vị, buôn người là gì? Đưa người ta đi xong lấy tiền, thế là buôn chứ có gì đâu. Buôn người cũng có nghĩa là đem, nghe lúc đầu tôi nghe từ buôn người nghe đọc xa lạ, bảo buôn người phải con lợn con bò gì, nó nói chuyện đi buôn là về làm thịt, về về đi cày đi bừa hoặc này khá thì mới gọi là buôn người, nhưng không phải đâu quý vị. Đưa 5 người về gọi là lập danh sách, trên chiếc làm hồ sơ xong đưa sang Hàn Quốc lấy mỗi người 50 triệu 30 triệu, đấy là hiện tượng buôn người. Cái khi mà các cái dịch vụ đó không phải là như vậy, là nó làm cái cách như vậy thì là buôn người. Và cái chuyện đó thì chuyện đương nhiên, trên cái báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nó phản ánh đầy đủ cái tình hình thực tế, nó nhiều hơn những cái mà Hoa Kỳ chỉ nói có mấy điểm thôi. Cái thứ nhất là có 2 người là bị thế nọ thế kia mà Hồ Việt Nam không giải cứu, rồi còn vài trường hợp thôi, những cái này nó nhăn nhản nhất, nó dài cái việc mà bà Thu Hằng là Hoa Kỳ, cái báo cáo của Ngoại giao Hoa Kỳ phản ánh chưa đầy đủ thì cũng có lý, là bởi vì nó còn nhiều hơn cái thực tế nhiều hơn cái mà nói ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai này là nói về cái nỗ lực cố gắng phòng chống mua bán người của Việt Nam như thế nào, thì quý vị quan trọng thì cái chuyện này cố gắng không cố gắng. Việt Nam thì có một lượng công an đông đảo, tỷ lệ cao nhất thế giới trên dân số, và lực lượng công an thì được ca ngợi là coi như là giỏi nhất thế giới. Nó đông nhung nhúc như vậy mà mua bán người diễn ra công khai như vậy thì cái nỗ lực đến mấy đi nữa, nhưng mà mua bán người vẫn diễn ra thì người ta chỉ nói chuyện là thằng này bẩn, chứ nó còn quan trọng là không, ông nói thì không chính xác, ông nói thì không chính xác, không phản ánh được cái rõ ràng là tôi đã giặt rồi, mà tôi là cố gắng hong khô rồi, là tôi cố gắng tẩy rồi. Tao không quan tâm cái chuyện mày tẩy chưa tẩy, không quan tâm cái chuyện mày giặt hay không giặt, tao chỉ biết là bây giờ là mày bẩn thế thôi. Cho nên là cứ trong những cái vấn đề về nhân quyền, về những vấn đề bị phê phán, về tôn giáo, về tự do, rồi đàn áp tất cả cái, thì Việt Nam chuyên môn tìm cách là coi như là nói chảnh, nói ngược, nói kiểu là ông nói gà thì bà nói vịt, cái kiểu vậy. Thì quý vị, trước đó thì hôm 13 tháng 7 vừa qua, trong lúc khu trục hạm USS Ronald Reagan thực hiện quyền tự do hải hành trên Biển Đông gần cái quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, thì thông cáo báo chí của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cho biết là cuộc hành quân này là để thách thức chủ quyền mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam ấn định, cũng thách thức cái đường cơ sở thẳng của Bắc Kinh. Và đường cơ sở thẳng là cái đường núi các điểm hoặc cái đảo nhô ra nhờ nhất của cái thêm lục địa hoặc là đảo Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền. Và thưa quý vị, cái lần gần đây nhất của các cái mẫu hạm nguyên tử, có cái tàu nguyên tử của Hoa Kỳ mà đến thăm Việt Nam kể từ khi chiến tranh chấm dứt từ năm 75 đến nay, thì đó có cái tàu USS Carl Vinson vào năm 2018, tức là cách đây 4 năm, với cái tàu USS Theodore Roosevelt vào năm 2020, tức là cách đây 2 năm, và năm nay thì tàu này đi vào cuối cùng lại thộp luôn. Đó là cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề là Hoa Kỳ
mà chắc nó cũng chả thắng làm gì, là bởi vì vào đó Mỹ vì nếu như tàu Nga thì nên để mà đón tiếp, chứ còn tàu Mỹ thì không nên. Thưa quý vị, của Nga mới là quan trọng. Và thưa quý vị, đấy là những câu chuyện liên quan đến đề quan hệ Việt Mỹ. Còn đây là một cái câu chuyện xã hội mới xảy ra, thì thưa quý vị, bài viết đăng trên cái trang của cái đài tiếng nói Hoa Kỳ là nhiều người thất vọng về cái bản án đối với các thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng sau khi tòa án ở Long An hôm 21 tháng 7 đã tuyên án tổng cộng hơn 23 năm tù đối với 6 thành viên ở tỉnh Thất Bồng Lai cùng với cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các nhà quan sát tình hình tự do tôn giáo cho đài tiếng nói Hoa Kỳ biết rằng là ông Lê Tùng Vân và các thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai đã bị chính quyền gán ghép với một cái tội danh mà họ không vi phạm, vì chính quyền muốn triệt tiêu tổ chức này, trong khi mà giới luật sư bày tỏ sự thất vọng. Một cái bản án phi lý. Hòa thượng Thích Công Tánh đang trú ngụ ở chùa Giác Hoa, thành phố Sài Gòn, nêu nhận định với đài VOA rằng: "Tôi nghĩ đây là một cái bản án hết sức phi lý, phải nói rằng là trên thế giới này khó có một cái bản án như vậy. Họ cho ra một cái bản án nặng nề như vậy bởi vì nhà nước có chủ trương răn đe, lo sợ rằng nhiều cái nhóm tôn giáo độc lập hoặc là sinh hoạt riêng mà không muốn trực thuộc với là dưới sự điều khiển của nhà nước, cho nên họ tìm cách triệt hạ. Mà chúng ta mới đây là biết rằng là nhà nước đã công khai tuyên bố rõ ràng là có triệt tiêu cái nhóm đạo gọi là Dương Văn Mình ở Tuyên Quang, trước nhà nước từ chối nhưng bây giờ thì rất rõ ràng, hôm trước báo công an là đưa rất rõ ràng như vậy. Và lời của ông hòa thượng này nói rằng là như vậy họ vừa răn đe lại vừa cho các nhóm khác thấy để mà ngăn chặn bớt cái việc này. Ngoài ra thì bản án này còn cho thấy sự vi phạm quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng một cách rất là trầm trọng." Đó là lời của hòa thượng Thích Công Tánh, người có ngôi chùa quận 12 mà đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam cưỡng chế vào năm 2016, ông đã nói như vậy. Còn cái tu sĩ Phật giáo gọi là Thích Đồng Long tại Sài Gòn thì nêu cái nhận định như sau: "Các cái cáo buộc của nhà nước Việt Nam đối với tỉnh Thất Bồng Lai là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhưng mà thử hỏi là cái tỉnh Thất Bồng Lai xưa nay giờ trước có hành động hay là việc làm gì mà gọi là chống đối hay là ra mặt với chính quyền Việt Nam? Đây là một cái tội mơ hồ và chưa rõ ràng." Từ Lâm Đồng thì ông Hứa Phi là chánh trị sự của Đạo Cao Đài Chân Truyền đã nêu lên cái nhận định về bản án đối với các thành viên của tại tỉnh Thất Bồng Lai, rằng nơi có cái tên gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ, rằng là người ta muốn triệt tiêu cái tỉnh Thất Bồng Lai nên người ta dựng lên các cái chứng cứ như là loạn luân này, rồi là hoạt động từ thiện trái phép này, sau đó là bị cộng đồng mạng phản đối quá cho nên họ chuyển sang một cái án khác, tức là xâm phạm lợi ích của nhà nước. Thưa quý vị, phải nói cho rõ cái chỗ này một chút là bởi vì ông Hứa Phi ông nói rằng là lúc đầu là người ta dựng lên cái nọ cái kia, nhưng mà thưa quý vị, những cái thứ đó rõ ràng là không thể có. Cho đến nay có thể kết luận rằng cái tội mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam qua miệng công an là xúi cho cái đám gọi là báo chí gọi nô lệ đưa ra để kết tội, chẳng hạn như là thằng riêng đài truyền hình VTV4 và VTV12, các cái đài truyền hình Việt Nam đưa tin là coi như là công an là khởi tố ông Lê Tùng Vân này về lại các thứ về cái tội loạn luân, rồi tội gọi là lừa đảo, rồi là tội ba cái tội liền, thì cho đến cuối cùng rồi đã đủ các loại báo chí kết tội và đưa ra mạng xã hội tổng xỉ vả tạo nên dư luận rồi, thì cuối cùng bắt cái tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà là một cái tội mà hoàn toàn không thể có, bởi vì không có ai thì có thể lợi dụng cái điều mà không có thật. Người ta chỉ có thể lợi dụng được con dao, lợi dụng cái búa, là lợi dụng những cái như thế để gây tội ác, chứ còn mà nói chuyện là quyền tự do dân chủ Việt Nam làm gì có để mà có thể lợi dụng. Cho nên là cái chuyện đó, chuyện khẳng định đến bây giờ, nếu như ở cái tỉnh Thất Bồng Lai ở cái chỗ đó mà có cái loạn luân chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là hệ thống công an, hệ thống luật pháp Việt Nam, hệ thống Thích Nhật Từ, rồi là các cái quan chức làm sư không bao giờ nó tha. Cho nên khi mà đến bây giờ vẫn không đưa ra được để mà kết tội được thì chứng tỏ là việc đó không có. Ta phải nói thẳng với nhau như thế thưa quý vị. Hôm 21 tháng 7 thì trong số 6 bị cáo, ông Lê Tùng Vân 90 tuổi chịu mức án cao nhất là 5 năm tù, còn cả ông Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi bị phạt 4 năm tù, còn Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi bị phạt 3 năm 6 tháng tù, và Cao Thị Cúc là 62 tuổi thì bị 3 năm tù.
Sáu người này bị xử theo điều 331 của luật hình sự và cái tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Và các cái chứng cứ đó là năm đoạn clip mà đưa ra đăng ở tài khoản YouTube mang tên gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai. Các cái clip bài viết này có chứa nội dung gọi là sai sự thật về bịa đặt này khác, rồi cũng như trong đó là xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa, rồi xúc phạm uy tín Phật giáo, cũng như xúc phạm danh dự và nhân phẩm của Trần Ngọc Thảo. Trần Ngọc Thảo là ai thưa quý vị? Là Thích Nhật Từ. Và thưa quý vị, chúng ta biết được Thích Nhật Từ là nhân vật như thế nào thì có lẽ là chúng ta đã hiểu được Thích Nhật Từ rồi quý vị. Trần Ngọc Thảo là cái tay mà Thích Nhật Từ là một cái tay gọi là tu hành, nhưng mà suốt ngày là chỉ có là ngồi kích động rồi là chửi hết đạo nọ sang đạo kia, rồi là đủ các cái trò là đối với Thích Nhật Từ thưa quý vị. Và trong cái vụ án này thì Thích Nhật Từ đã nhờ góp một cái phần rất quan trọng để mà gây nên một cái tội ác đối với những cái người trong cái thiền am cái Tỉnh Thất Bồng Lai bằng cách gọi là gì, tức là đưa ra đơn tố cáo, nhưng đến khi người ta thách thức là ông đã tố cáo phải ra đến tòa thì cuối cùng là không dám ra. Và người ta mới nói rằng là Thích Nhật Từ là cái người mà phá hoại Phật giáo lớn nhất, là bởi vì sao, ông gọi là đi tu rồi giảng dạy là người đi tu là phải từ bỏ tham sân si, rồi phải cứu nhân độ thế, là từ bi hỷ xả. Người ta kể câu chuyện ngày xưa gọi là đi tu mà rồi cái con chim nó làm tổ những cái vành tai này, mà đến khi là nó tranh cãi nhau rồi là cuối cùng nó vẫn cứ phải để thế, không chịu được mà. Mấy năm rồi sao còn ngày nữa. Mà đây cái trong cái sử tích của cái câu chuyện 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 cổ tích Việt Nam thì sử tích con ếch là kể câu chuyện này, tức là đến khi mà không chịu được nữa rồi là vật cây xuống không chịu được, cái là sự nhẫn này là nhẫn nhục rồi từ bi như vậy, thì coi như suốt ngày Thích Nhật Từ đi giảng thuyết như vậy. Nhưng cuối cùng là gì, à những cái mà Thích Nhật Từ chửi người ta rằng là đây là giả tu, rồi đấy là thế lọ, rồi đấy là thế trai, người ta nói lại thì cũng đưa đơn để tố cáo và tống được cả cái đoàn này vào tù, đó là cái ý đồ Thích Nhật Từ. Và cũng không chỉ có mỗi Tỉnh Thất Bồng Lai thưa quý vị, mời quý vị nghe một cái đoạn của một cái người cũng tự xưng là đi tu tu ở nhà. Tất nhiên là nhân vật này thì họ có cách của họ, có theo kiểu của họ, nhưng mà đây nói với chữ Thích Nhật Từ, và có lẽ trong trường hợp này thì trên mạng sau khi mà cái vụ xử ông ở Tỉnh Thất Bồng Lai này thì trên mạng lại lôi lại cái đoạn video này cho sách Nhật Từ và đề nghị sẽ thích Nhật Từ cho người này vào tù nốt. Mời quý vị cùng cùng xem cái đoạn này. Rất là nhiều Phật hết tóm gọn, hồi xưa tới giờ thầy không hề phù địch bất cứ người đời hay đạo, nhưng mà hạ họ toàn là nói xấu. Mời quý vị nghe cái thằng này đoạn này cho nó hỗn lâu nhất, và cái thằng này là lừa đảo lừa gạt rất là nhiều Phật tử, và cái thằng Nhật Thích Nhật Từ này là cái thằng vô giáo dục không có ăn học bằng bằng cấp giả. Hết tóm gọn, hồi xưa tới giờ thầy không hề phù địch bất cứ người đời hay đạo, nhưng mà hạ họ toàn là nói xấu không, nhất là cái thằng Nhật Từ chùa Giác Ngộ là cái thằng này mắc dạy nhất, và cái thằng này hỗn láo nhất, và cái thằng này là lừa đảo lừa gạt rất là nhiều Phật tử, và cái thằng Nhật Thích Nhật Từ này là cái thằng. Thưa quý vị, đây là cái đoạn mà một cái người mà cũng tự nhận là đi tu, và đi tu theo cách của ông ta, ông này thì đi tu theo kiểu cái tự nhàn, không cho tao tu, tao tự lập chùa rồi kêu gọi là gọi, nhưng mày thì ăn chay còn tao thì ăn thịt, cái kiểu vậy. Nó hơi loạn ở trong cái hệ thống này. Thế nhưng mà đây là một cái nhân vật, và coi như là người ta đang đưa lên mạng bảo là Thích Nhật Từ làm đơn nữa đi, rồi là đưa vào tù nốt đi. Thì đây là cái nhân vật mà người ta muốn đưa cái này lên để mà thách thức Thích Nhật Từ vậy mà thôi. Và truyền thông Việt Nam thì đã dẫn phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa của ông của Tỉnh Thất Bồng Lai cho rằng các bị cáo đã phạm tội có cái tổ chức nhưng mà không có ý thức khai báo, rồi không có thái độ ăn năn để hưởng khoan hồng của pháp luật, và đồng thời cho rằng là hành vi bị cáo là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Và tòa án và kiểm sát của tỉnh Long An đã không phản hồi của những cái ý kiến, những câu hỏi của cái đài tiếng nói Hoa Kỳ.
Và tham dự cái phiên tòa này thì các luật sư đã thất vọng. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong năm luật sư bào chữa cho vụ này, đã viết trên Facebook hôm 22 tháng 7 là 8 giờ tối nay ngày 1 tháng 7 năm 2020 thì vụ án xét xử sơ thẩm đối với ông Lê Tùng Vân và các thành viên của Thiên An Vũ Trụ đã kết thúc một cách đáng thất vọng. Công lý đôi khi đến từ công chúng, vì luật sư này bào chữa đã viết như vậy. Và với những gì được chứng kiến thì tôi thấy tận mắt, nghe tận tai với ông Lê Tùng Vân, các thầy, các cô và các chú tiểu, chúng tôi chắc chắn là họ hoàn toàn xứng đáng với sự yêu thương của quý bạn. Luật sư Mạnh viết cho độc giả Facebook như vậy. Tương tự thì luật sư bào chữa là Trịnh Vĩnh Phúc đã viết trên trên Facebook của ông về ông Lê Tùng Vân sau phiên tòa rằng là ngồi bên cạnh cụ già 90 tuổi đang lúc yếu đau bệnh tật và có cái sức tham dự phiên tòa, nghe cụ thẳng thắn đã đặt ra nhiều câu hỏi là tại sao lòng tôi đau nhói, phải dằn lòng để kiềm chế nén xúc động và cảm nhận một cách chua chát về lòng dạ con người, kể cả người khoác áo nhà sư, về thực trạng nền tư pháp, về thân phận con người, về truyền thống bẩn và cái sự ngộ độc truyền thông chính quyền định hướng dư luận. Và thưa quý vị, giới quan sát cho rằng chính quyền và truyền thông nhà nước đã định hướng dư luận ngay từ đầu trong vụ án này. Và ông Hòa Thượng Thích Công Tám thì tánh nói rằng là họ cho rằng vị này loạn luân hay là cứ nọ cứ kia kết đủ chuyện. Đó là cách định hướng mở đường cho dư luận. Trước và sau đó thì họ đánh sau đó tạo ra những cái đó, thì chính quyền truyền thông như vậy là để chính quyền bắt bạn, nhưng mà họ cũng không có bằng cứ và cuối cùng thì họ chọn là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Và coi như là họ tìm cách để kết án vậy thôi. Điều này họ tạo ra sự bất mãn trong quần chúng. Và nhà văn Đoàn Bảo Châu thì chia sẻ với Facebook rằng là công luận ở Việt Nam một cái thứ công luận mù lòa, bầy đàn và cảm tính. Ông nhận định như vậy, vừa đưa ra một cái dẫn chứng như việc là báo chí Việt Nam đều giật những cái dòng tít về loạn luân của họ. Và nhà văn này cũng khẳng định rằng cái nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai chưa bao giờ có một cái phát biểu nào xúc phạm hay là đặt điều sai trái với cơ quan chính quyền. Tôi phản đối việc bỏ tù họ, nhất đối với người già 90 tuổi, và đây là hành động vô nhân đạo. Ông Đoàn Bảo Châu đã viết như vậy trên Facebook của mình. Hôm 20 tháng 7, khi chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao ông theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì các luật sư và truyền thông Việt Nam dẫn trả lời ông Lê Tùng Vân là rằng là không đăng ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì thấy Giáo hội Phật giáo Việt Nam này không xứng đáng. Cái Đài VOA là dần liên hệ đến Giáo hội Việt Nam để xin ý kiến về phát biểu này, nhưng mà họ không trả lời. Tu sĩ Phật giáo Thích Đồng Lan tại Sài Gòn là một cái người thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là nêu nhận định về phát biểu ông Lê Tùng Vân như sau: là tôi và các tổ chức độc lập khác không tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì rất đồng tình ủng hộ. Chúng tôi thường gọi Giáo hội Việt Nam là gọi là giáo hội quốc doanh và không xứng đáng để cho những người hiểu biết về cái nội tình của tổ chức đó tham gia, và đây là điều hoàn toàn xứng đáng và được khen ngợi. Rõ ràng nếu một cái đất nước mà có tự do tôn giáo nhưng thật sự cái nội tình bên trong hoàn toàn bị kìm tỏa, ngăn cản, và ngay cả trong những tổ chức quốc doanh có đăng ký với nhà nước còn bị ngăn cản giới hạn, huống chi là các cái tổ chức độc lập khác như một số cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Thì vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam hầu như là còn rất kém, và nếu không muốn nói là không có. Thích Đồng Long đó cho biết thêm, giới quan sát cũng nói rằng từ vụ án tỉnh Thất Bồng Lai cho thấy cái xu hướng hình sự hóa của chính quyền ở việc thực hành các quyền con người tại Việt Nam, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Đây là bài viết trên đài trang của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thưa quý vị, cái vụ tỉnh Thất Bồng Lai này, thưa quý vị, nếu như ai theo dõi từ đầu thì chúng ta sẽ biết cái nội dung của nó sẽ là như thế nào. Ngay từ đầu cái khi mà vụ án này, mà khi mà chưa họ chưa bị bắt, chưa bị khởi tố, và cái khi mà báo chí lấy dẫn tin từ nguồn tin của công an đưa ra để rồi là đưa lên Facebook, rồi là cái mạng xã hội loạn lên với cái chỗ là kết án họ rằng là khốn nạn, là tội loạn luân, là một ông già 90 tuổi, 92 tuổi, còn con đã có đứa này là con, là đẻ ra một đứa vừa cháu với con, rồi có cả cái phả hệ của gia đình nọ kia để mà thỏa mãn cái tội họ. Thì thưa quý vị, cái lúc bây giờ chúng ta thấy cái hiện tượng như vậy. Và không chỉ có là những cái đám bò đỏ, đám dư luận viên tung hê như vậy, mà kể cả các cái nhà đạo đức học, cái những người mà cố gắng gào thật to trên mạng để chứng tỏ mình là đạo đức ấy, thì cũng vào kết án thoa một cách rất là khốn nạn, rất là khủng khiếp đối với những cái ông già như thế này. Có thể nói rằng là cho đến bây giờ có thể khẳng định những cái điều ra, những cái điều mà nói rằng ở đó có sự loạn luân, có sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác, đó là từ bịa đặt. Đó là cái ý đồ của đám công an muốn là đổ vạ đổ tội cho người ta những cái như vậy. Và rất tiếc thưa quý vị, ta không nói rằng
ở đấy ta cũng tính đến cái đoạn mà những cái đám bò đỏ nó ăn lương để nó nói theo cái lệnh của đảng để nó thực hiện cái ý đồ của đảng. Chúng ta không nói đến cái đám mà nó cái dân mà nó ngu đến mức độ đảng mở mồm ra thì nó coi đó là chân lý, bởi cái đám đó nó còn não thì nó làm gì. Nhưng ta nói đến cái người mà nhiều khi cũng tỏ ra là mình khách quan, tỏ ra là mình cũng là tỉnh táo, rồi tỏ ra mình biết nhìn nhận sự việc, rồi là cố gắng nói cho to để mình đạo đức cái thằng là khốn nạn nó loạn luân rồi thế nọ thế kia, mà không biết rằng những cái đó nguồn gốc nó từ đâu sinh ra, rồi cái lan truyền những cái tin giả như vậy để được kết án. Thậm chí có những người trên Facebook khoảng mấy chục nghìn người theo dõi, là gọi là đưa tin tức, rồi là tin nọ tin kia, cóp chỗ nọ để ăn cắp chỗ kia, dán vào rồi đưa những cái ảnh cái ông này bị chế là một cái ảnh một cái ôm một cái đứa con gái mà cái gắn cái đầu của ông vào đó để là tố cáo được cái cách nọ cách kia để mà xỉ vào một cái ông già 90 tuổi. Thưa quý vị, chúng ta đã nhìn thấy rõ vậy. Ở Việt Nam cũng có đầy cái tay già như vậy chứ không phải là không, mà cái sự thật sau khi ghép cho một cái ông già như vậy chỉ bởi vì cái chuyện là ông đi tu hành, mà ông vào tu hành mà nhà nước không ưa thôi. Mà nhà nước không ưa vì sao? Vì không ông chịu vào giáo hội quốc doanh. Vì sao ông chịu vào giáo hội quốc doanh? Ông này thì ông nói rằng là không xứng đáng để tôi vào. Hỏi ông bảo tại sao mặc áo vàng, mà tôi có thằng nào cấm ông mặc áo vàng. Ông bảo là tôi xứng đáng để mặc áo vàng, tôi xứng đáng hơn tất cả những thằng, mà rõ ràng vậy thưa quý vị. Chúng ta nhớ là trong cái vụ cách đây mấy hôm ở Vĩnh Phúc mà sư thầy gọi là thượng tọa đấy, mà tấn công bất kể là phóng viên nam hoặc là bất kể một cái tín đồ nào, cái Phật tử nào đến chùa là bị thầy coi lôi vào sờ sẫm rồi đối các thứ. Mặc dù là như vậy nhưng cũng chỉ mới bị gọi là cái gì, bị kỷ luật đại chúng, rồi cái con khỉ gì đấy cho đến bây giờ thôi, chứ mà chưa hề khởi tố một cái vụ án nào. Mà rõ ràng đáng lẽ ra là phải khởi tố ngay lập tức cái vụ án gọi là dâm ô ngay ở trong cái chùa 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 ở hai cái chùa liền ở ngay chỗ Vĩnh Phúc, và không phải chỉ có hai chùa đó, ta khẳng định với nhau cho rõ rõ ràng vậy. Rồi là thầy sư Đại Đức thì coi như là ở Triệu Phong Quảng Trị thì gọi là giết một bà bồ, rồi là vì chuyện nọ chưa giết xong ném xuống sông Thạch Hãn, rồi là Đại Đức nữa ở Thủ Đức thì coi như là nhận 2 triệu đô la để chạy án với bắt xong, rồi là đại đức khác này thì coi như là trộm chung chùa đi bán đủ các loại đại đức. Thì cái giáo hội Phật giáo kiểu đó, như kiểu Thích Nhật Từ Nhật Tiếp ấy, rồi là Thích Chí Quang này, kiểu cái vỉa dạng như vậy, thì coi như vào đó thì coi như yên tâm bởi vì toàn các đồng chí, nhưng mà không vào đó thì coi như là thành có tội. Cái điều rất tiếc mà cái điều là thưa quý vị, cái nạn bầy đàn của người Việt vẫn không 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 thể nào bỏ được, và chính đó là cái căn nguyên. Cho nên là ngay từ khi đầu cái khi vụ việc mà xảy ra thì chúng tôi đã, nếu như ai theo dõi cái chương trình của chúng tôi thì chúng tôi đã nói rõ từ đầu là chúng tôi không biết được cái sự thật của nó diễn ra trong đó như thế nào, không biết ông Lê Tùng Vân này ông có tội gì mà ông đến mức độ như thế nào. Thế nhưng qua nhìn thấy cái tình hình, biết là thằng công an nó xì ra cho báo chí nói về tội nọ tội kia, và để cho toàn bộ hệ thống báo chí kết tội thay công an, mà không còn một cơ sở nào, chỉ là tin đồn là nguồn tin từ công an. Tôi biết khẳng định rằng là đây là một cái vụ án trắng trợn một cách trôi trả, bởi vì điều này không phải là chỉ có một lần. Thưa quý vị, chúng tôi gặp nhiều, quá nhiều trường như thế, và rất có kinh nghiệm trong nhiều vụ như vậy. Những cái vụ mà công an coi như là không dám thò mồm ra, chứ mà bắt đầu là xì ra tin nọ xì tin kia, để là định đánh chỗ nào là lấy cớ đó để rồi mà như thế. Và cái đám kênh kênh báo đảng là cứ thế, là coi như đưa lên là rồi đám dư luận viên nữa là kết tội như vậy. Và cuối cùng thì chúng ta thấy cái điều gì thưa quý vị? Bây giờ thì đảng thực hiện được cái âm mưu của họ một cách trắng trợn và một cách rất mất dạy, đưa người ta vào tù. Điều đó thì đảng muốn làm lúc nào được, chả cần phải kết án kết tội gì, làm lúc nào cũng được, chả cần tội cái lợi dụng quyền tự do dân chủ cũng có thể kết án được. Chỉ mỗi chuyện là coi cho mấy thằng đừng gõ gõ đấy, rồi là coi như ra tranh cãi nhau, rồi là gọi là mất an ninh trật tự ở cái rồi công cộng vẫn có thể bỏ tù được 6-7 năm, không vấn đề gì. Nhưng mà thử hỏi những cái nhà mà gọi là nhà bình tĩnh học và đạo đức học, những cái người mà a dua thế tội đó để mà chửi với những cái kết tội để dẫn đến cái kết quả hôm nay, dẫn những cái người đó đi hâm mấy chục năm tù đấy, thì họ sẽ nghĩ gì?
Cho nên thưa quý vị, cái đoạn cái nền cái gọi là cái nạn bầy đàn, cái thói bầy đàn thì có lẽ chúng ta cần phải bỏ, đặc biệt là cái câu nói của tổng thống cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa là hãy xem việc cộng sản làm chứ đừng nghe lời cái cộng sản nói, nó là vậy quý vị. Và thưa quý vị, đấy là phần tin trong nước mình tôi đưa đến quý vị trong chương trình tin tức và bình luận ngày hôm nay. Và sau đây thì một vài cái thông tin quốc tế chúng tôi muốn đưa đến quý vị trong ngày hôm nay là ngày thứ 152 của cái cuộc chiến ở Ukraine. Những cái thông tin liên quan đến cái cuộc chiến này chúng tôi sẽ đưa đến quý vị trong bản tin quốc tế như sau thưa quý vị. Cho đến ngày hôm nay thì tổng kết của phía Ukraine là Nga đã mất đến 39.700 người, có nghĩa là thiếu 300 người nữa, 300 quân nhân nữa thì Nga đủ 40 đứa chết tại cuộc chiến Ukraine trong cái đất nước Ukraine. 1.730 xe tăng đã bị phá hủy. Trong cuộc chiến toàn diện mà xâm lược Ukraine thì quân đội Nga chiếm đóng đã mất 39.700 quân nhân. Ngoài ra thì lực lượng phòng thủ Ukraine cũng đã phá hủy hàng nghìn cái đơn vị thiết bị của đối phương. Chỉ trong ngày cuối cùng, tức là ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 24 tháng 7 này, tức là ngày hôm qua, ngày hôm nay đây, 24 tháng 5 tháng 7, thì đã có khoảng 180 lính chiếm đóng của Nga đã bị loại bỏ trên chiến trường, đã bị giết chết. Và đây là thông báo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết như vậy. Cùng trong ngày này thì các máy bay chiến đấu, các cái chiến sĩ của cái lực lượng vũ trang của Ukraine đã tiêu diệt 8 xe tăng Nga. Tổng thiệt hại của quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến cho đến hiện nay là 1.730 xe tăng. Ngoài ra thì quân chiếm đóng Nga còn mất 3.950 cái xe chiến đấu bọc thép, 876 cái hệ thống pháo và 257 cái hệ thống pháo phản lực bắn hàng loạt đó thưa quý vị. Còn tiếp theo thì cái thông tin là các lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 116 các cái trận địa pháo phòng không của Ukraine, của quân Nga, và bắn rơi 222 máy bay cũng như 188 máy bay trực thăng. Quân xâm lược cũng đã phải mất đến 719 cái máy bay chiến thuật, tức loại drone, loại UAV, tức là máy bay không người lái đang hoạt động, và 174 tên lửa hành trình đã bị bắn hạ. 2.832 xe chở dầu, xe chở tiếp phẩm, tiếp liệu cũng như là 70 xe đặc, 3 xe đặc chủng đã bị tiêu diệt. Và như vậy là kể từ đầu cuộc chiến đến nay thì quân nhân Ukraine đã đánh chìm đến 15 tàu chiến cũng như thuyền của quân đội Nga chiếm đóng mà xâm lược Ukraine. Trong ngày 24 tháng 7 này thì cái tổn thất chính lớn nhất của quân đội Nga ở cái hướng gọi là Kramatorsk. Đây là cái bản tin về những thiệt hại của đội Nga đến cái ngày 152 thì cuộc chiến trên chiến trường thưa quý vị. Như vậy là cuộc chiến 3 ngày theo cái kế hoạch của Putin bây giờ đã bước sang ngày thứ 153 thưa quý vị. Và có nghĩa là gì? Có nghĩa là bước sang tháng thứ 6. Và đang hứa hẹn cuộc chiến này có vẻ còn lâu dài chứ không phải là không. Thông tin tiếp theo nữa là Mỹ thì đang thực hiện một cái kế hoạch B cho cái việc xuất khẩu cái ngũ cốc của Ukraine sau cái vụ đánh bom của Odessa. Đó là cái quản trị viên của cái tổ chức USAID cho biết là như vậy. Giám đốc cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ là Samantha Power cho biết là Hoa Kỳ đang làm việc với Ukraine về cái kế hoạch B để mà xuất khẩu cái ngũ cốc ra khỏi nước này sau cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa ngày hôm qua. Kế hoạch B là liên quan đến cái đường bộ, đường sắt và đường sông, gửi Sa Lan điều chỉnh cái hệ thống đường sắt sao cho mà phù hợp với cái hệ thống đường sắt ở châu Âu để mà xuất khẩu chuyển ra cả cái loại ngũ cốc của Ukraine nhiều nhanh hơn để mà loại đỏ bỏ coi là chống lại cái nạn đói trên thế giới biết đang bị đe dọa. Đó là ông Power đã nói với Larry Madowo của CNN trong một cuộc phỏng vấn ở Nairobi, cái đất nước Kenya vào hôm Chủ nhật sau khi mà thăm các khu vực bị hạn hán ở vùng Kenya và Somali vào tuần trước. Chúng tôi đang thực hiện kế hoạch dự phòng bởi vì không còn cách nào có thể là tin tưởng được vào bất cứ một cái điều gì mà khi Vladimir Putin nói ra. Đó là lời của cái cô này. Paul nhận ra mình rằng là bất chấp cái sự an ninh được đảm bảo bởi một cái kế hoạch dự phòng thì không có gì có thể thay thế được Putin cho phép kết thúc cái việc gọi là phong tỏa các loại ngũ cốc được gửi đi theo cách hiệu quả nhất có thể.
Hôm thứ Sáu thì Nga và Ukraine đã ký một cái bản thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen sau nhiều tháng đàm phán khó khăn do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Tuy nhiên là chưa được một ngày sau khi mà Nga ký vào cái bản đó thì Nga thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa vào cảng Odessa. Và cái cảng này thì ở miền Nam và sát cái biển Đen, tức là biển Đen của Ukraine thưa quý vị, nơi mà các cái kho dự trữ ngũ cốc quan trọng đã được cất giữ ở đó để mà chuẩn bị xuất khẩu đi ra nước ngoài. Paul cho biết rằng là hơn một nửa cái lượng lúa mì nhập khẩu của Somalia đến từ Ukraine, và đồng thời cho biết là khoảng 20 triệu tấn lúa mì và ngô thì vẫn đang mắc kẹt tại cảng Odessa. Và Paul này cho biết là bà hy vọng rằng cái thỏa thuận ngũ cốc bằng cách nào đó dính vào bất chấp cái động thái của Nga thì ngay lập tức phải quay lưng lại bằng một cái cách gọi là mà Nga là bà ngay lập tức quay lại cái thỏa thuận đó bằng cách ném bom cái cảng này. Bà cho biết rằng là để đảm bảo cung cấp ngũ cốc thì sẽ giúp giảm giá cho cái lượng lương thực ở các cái nước châu Phi hiện nay thưa quý vị. Ngay cả cái bóng ma thỏa thuận này đang hoạt động và được thực thi, và các loại ngũ cốc nó rời cảng đã giảm giá sau cái gói thông tin như vậy. Và thậm chí trong khoảng thời gian 24 giờ qua thì người ta đã có những thông tin mà cảm thấy có vẻ phấn khởi hơn, nhưng sau đó thì Nga đã ném bom vào đó và cảm thấy có những thất vọng. Vì vậy, nhiều nguồn cung hơn với cùng một lượng cầu sẽ có nghĩa là giá trị sẽ thấp hơn, giá sẽ giảm hơn. Tuần trước thì Mỹ cũng công bố hỗ trợ nhân đạo có bổ sung 1,3 tỷ đô la cho cái vùng sừng châu Phi, nơi mà có cái nạn hạn hán chưa từng có chứ trên khắp cái đất nước Ethiopia, rồi Kenya và Somalia. Quyền lực kêu gọi các quốc gia đóng vai trò lãnh đạo trong hệ thống quốc tế, chẳng hạn như là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, rõ ràng nó muốn làm đào sâu hơn để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực không trở thành cái thảm họa. Đó là những cái nếu có đang kêu gọi như thế thì kể cả cả Trung Quốc, vấn đề là có làm gì cho cái vấn đề này không thì đó lại là chuyện khác. Và thưa quý vị, thông tin đến chiến trường thì người Ukraine đang nói là có những cái tiến bộ về việc chống lại cái lực lượng Nga ở cái khu vực phía nam của cái thành phố Kherson. Cả quan chức Ukraine nói rằng họ tự tin về cái tiến triển trên cái chiến trường ở khu vực miền nam Kherson, vì các cuộc tấn công nhằm vào các sở chỉ huy và kho đạn của Nga cản trở cái khả năng phòng thủ của lực lượng xâm lược. Sergei Klan là cố vấn của người đứng đầu chính quyền của quân sự ở vùng Kherson cho biết tuần trước về các cái lực lượng của Ukraine đã thực hiện các cái hoạt động chiến lược rất thành công khi mà các cái cầu giúp cung cấp đạn dược và thiết bị cho mạng lưới của kẻ thù đã bị đánh trúng. Tức là hiện nay có hai con cầu mà qua cái sông Donetsk để đi vùng Kherson quý vị. Cái thành phố Kherson là thành phố mà bị Nga chiếm và đóng ngay từ cái đầu cuộc chiến, và ở đó có hai cái cầu rất là lớn, rất là dài, có cây cầu dài hơn 1 cây số để mà nối từ cái Mariupol mà đi vào thành phố đó, thì hai cái cầu đó đã bị tấn công bởi cái lực lượng pháo của bên Ukraine, và họ tấn công rất chuẩn xác những cái hàng, chỉ còn cái cầu đó hiện nay chỉ còn cái lối để cho xe con đi được mà thôi, và cái xe viện trợ, xe chở hàng nặng cũng như các loại vũ khí hàng nặng thì đi qua đó rất là nguy hiểm. Thì đó là cái cách mà nếu như họ cắt đứt cái cầu đó thì Nga không có cái đường để mà viện trợ cho Ukraine, cho cái vùng Kherson. Và hiện nay thì phía Ukraine đã cố gắng để mà tấn công chiếm lại vùng Kherson đó, đó là quyết tâm của họ. Họ nói rằng là đó là một bước ngoặt trong cái cuộc chiến giành lại Kherson của chúng tôi, ông đã nói như vậy. Và ông Klan đã cho biết là thành công là nhờ sự phối hợp của cái phong trào kháng chiến trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng với các lực lượng Ukraine. Đây là những cái đòn đánh rất chính xác vào các kho đạn, loại bỏ các cái sở chỉ huy của và nhân viên cũng như hệ thống định vị vô tuyến. Hàng ngày vài ngày hôm qua, toàn bộ hệ thống S-300 đã pháo kích vào vùng Mykolaiv đã bị phá hủy. Ở đây ông Klan đã nói như vậy. Và có một cái cầu đi phá hủy, đó là ông Klan cho biết là dân thường và xe chở khách vẫn có thể sử dụng cái cầu bị hư hỏng hoặc là bắc à, mà bắc qua cái con sông Dnipro, nhưng mà cái cấu trúc không đủ ổn định để cho các phương tiện giao thông hàng nặng và cũng như xe tải, có nghĩa là vận chuyển vũ khí nặng rồi là các loại xe tải, xe chở đồ tương tự tiếp tế mà đi qua đó là hiện nay không đi được. Phải nói rằng là không biết đó có thuộc ý đồ hay không thì chưa rõ, nhưng mà những cái khoan, cái lỗ khoan đều tăm tắp ở được cái cầu dài hơn 1.000 mét ở đấy, tức quý vị, hơn 1 cây số ở đấy, thì có lẽ nhìn lên là chúng ta thấy là về rất là chính xác, và nói rằng là cái pháo đó bắn vô cùng chính xác.
khoảng cách rất là đều đặn và chỉ dành được một cái lỗ cho một cái lối đi cho một xe con mà thôi. Và hiện nay thì người ta bảo rằng là đã có cái phía Nga đã cho vá lại, nhưng việc vá lại thì có đi được hay không là chuyện khác. Các hình ảnh và video được lưu hành vào tuần trước cho thấy là cái cầu Antonivsky vẫn đứng vững, nhưng mà với những cái lỗ thủng đáng kể làm thủng cái bề mặt sau khi chúng bị trúng đạn trong cả cuộc tấn công Ukraine vào tuần trước. Theo cái ông Klan này thì cây cầu là yếu tố quan trọng trong việc cung cấp một nhóm quân Nga từ Kherson qua tả ngạn sông. Ông cho biết là cả lực lượng vũ trang cũng đã đánh một cây cầu khác qua cái sông gọi là Inulets, một cái phụ lưu của sông Dnipro. Các cuộc phản công của Nga đã thất bại. Bộ chỉ huy tác chiến của cái lực lượng vũ trang Ukraine đã cho biết hôm thứ Hai rằng là các cuộc phản công của Nga ở vùng Kherson đã không thành công, họ phải rút lui với cái tổn thất rất là nhiều. Và ông cũng nói rằng là các cái máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng Ukraine đã thực hiện một số cuộc không kích ở cái con Kherson của cái vùng gọi là Berislav. Và ông tuyên bố rằng một số xe tăng và pháo đã bị phá hủy. Sở chỉ huy của đơn vị vệ binh quốc gia số 785 của Nga và hai nhà kho chứa đạn dược cũng đã bị phá hủy trong cái ngày hôm qua. Thông tin tiếp theo nữa thưa quý vị là Điện Kremlin tuyên bố là cả cuộc tấn công của Nga vào cái cảng Odessa ngày hôm qua là để phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Đó là lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova, cho biết là cái cuộc tấn công của Nga vào cái cảng Odessa ngày hôm qua, mà lúc đầu thì coi như là đám dư luận viên của Việt Nam rồi là cái đám Nga bảo rằng là cái này là do Ukraine tự tấn công vào đó để là đổ tội cho Nga là coi như thiếu thiện chí trong vấn đề là vừa ký xong là để đánh vào rồi là thế lọ thế chai, nhưng mà cho đến bây giờ thì coi vị Nga đã thừa nhận và bảo rằng là cái này là do tấn công vào cơ sở quân sự của Ukraine. Và bà này cho biết rằng là Nga đã sử dụng cái tên lửa gọi là Kalibi, cái có độ chính xác cao để phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm cả một cái tàu hải quân. Đó là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga là Maria Zakharova đã cho biết trong hôm Chủ nhật như thế. Các cái cuộc trình diện, các cuộc tấn công chỉ xảy ra một ngày sau khi Ukraine và Nga vừa ký một cái hiệp định là coi như vận chuyển lương thực của Ukraine ra khỏi cái khu vực Biển Đen đó để cứu đói, gọi là đề phòng nạn đói trên toàn thế giới, và cái này do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc thừa nhận thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái tay gọi là Sergei Bakhmut là phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odessa cho biết, tức là ông này là chính quyền quân sự cái cảng Odessa này của Ukraine, cho biết rằng là hai tên lửa đã bắn trúng cái cơ sở hạ tầng của cái cảng và hai tên lửa khác đã bị phòng không của Ukraine bắn hạ vào cái ngày hôm Chủ nhật. Và thưa quý vị, về tình hình trên chiến trường thì như vậy, còn ở cái sự ủng hộ cộng đồng quốc tế đối với Ukraine thì không quân Mỹ đang thảo luận về cái việc gọi là có khả năng sẽ chuyển giao cái máy bay cường kích cái loại A-10 Thunderbolt 2 cho hải quân của Ukraine. Máy bay có thể tiêu diệt được các loại xe tăng, xe bọc thép và các loại mục tiêu mặt đất khác. Cái loại A-10 này được phát triển trong chiến tranh lạnh để mà tiêu diệt xe tăng Liên Xô. Chính xác là cái loại mà Nga đang tích cực sử dụng để mà chống lại Ukraine hiện nay. Thì cái loại máy bay A-10 Thunderbolt này, hai này được coi là một cái loại máy bay khá tồn tại đến bây giờ mà phải là rất là ưu việt. Nó mà người ta bảo rằng nếu như được cung cấp cho Ukraine thì đó là cái điều mà làm Nga phải hết sức lo ngại. Bởi vì cái loại máy bay này thì bay không nhanh nhưng mà nó gần như là sinh ra để diệt cả các loại xe tăng cũng như là yểm trợ bộ binh trên mặt đất. Và trong chiến dịch bão táp sa mạc năm 1990-91 thì cái loại máy bay A-10 này đã phá hủy khoảng 900 xe tăng và 1.200 hệ thống pháo cũng như là 2.000 phương tiện khác của Iraq trong cái cuộc chiến tranh sa mạc năm 1990-91 thưa quý vị. Và Mỹ hiện nay thì đang liên tục nâng cấp cả cái loại này cả, nhưng mà đã có một cái kế hoạch là sẽ có loại biên cái loại này vào cuối năm này, vào năm 2023. Và hiện nay thì có 21 chiếc đang bị gọi là đang đang chuẩn bị cho loại biên. Và cái không phải loại biên thì có nghĩa là nó hỏng hoặc nó hư thưa quý vị, chỉ có là
nó không phù hợp với không cái lực lượng là quân sự của Mỹ này thì họ loại ra đó thôi cất. Nhưng nhân cơ hội này mà để như ra mà phía bên Ukraine cần mà họ chuyển sang đó thì thưa quý vị, đó là một cái thảm họa cho cái lực lượng xe tăng cũng như là pháo phía mặt đất của Ukraine, của phía con Nga thưa quý vị. Hiện nay thì Mỹ đang bàn bạc cái việc đó. Là như vậy thì thưa quý vị, chúng ta thấy một cái điều rất là hay. Để mà ngăn chặn là cái Nga lấy cái cớ để mà mở rộng cái xung đột ra phía ngoài, cũng không muốn là cái cuộc tấn công vào Ukraine của Nga và cuộc chống lại cái cuộc xâm lược của Nga trở thành cuộc đối đầu giữa các cái quốc gia NATO cũng như là Mỹ đối với cả Nga, thì coi như là Mỹ đã tuyên bố rất nhiều lần và rất nhiều cách, trước hết là coi như không cấm vũ khí hạng nặng, thì rồi cuối cùng là vũ khí hạng nặng vẫn cung cấp cho Ukraine. Lúc đầu thì không cung cấp là xe tăng, thì cuối cùng xe tăng vẫn cung cấp cho Ukraine 220 mấy chiếc của Ba Lan và sau đó 232 chiếc vừa rồi, rồi là của tiệp, rồi của các thứ, sau đó là cung cấp vũ khí hạng nặng bởi vì không muốn là căng thẳng với Nga rồi là đối đầu trực tiếp, thì cuối cùng là tên lửa hạng nặng vẫn cứ cung cấp loại M777 bắn đạn 155 ly, và sau khi đã có hàng trăm cái vũ khí như thế cung cấp rồi thì coi như là khi mà cái chiến tranh yêu cầu thì coi như là Mỹ bảo là sẽ không cấp cái loại HIMARS, là cái loại mà có thể là bắn rất xa cũng như bắn chính xác, nhưng rồi cuối cùng thì vẫn cấp. Và ngay cả cái câu chuyện là coi như Ba Lan định coi ta đưa cho Ukraine mấy chục cái máy bay là MiG-29, và lúc bây giờ thì coi như cả hai bên coi như không dám đưa, cô Ba Lan bảo bây giờ tao đưa cho Mỹ là Mỹ đưa cho nó, thì coi như cũng không làm được, là bởi vì sợ như vậy thì có đấu tranh, nhưng cuối cùng cho đến bây giờ thì Mỹ sẽ trực tiếp đang bàn cái việc là trực tiếp chuyển cái loại A10 này cho Ukraine. Và như vậy thưa quý vị, cái cuộc chiến càng leo thang đến đâu thì nó sẽ càng như vậy. Và ta thấy một cái điều là vừa qua thì Putin đã đến thăm Iran. Và trong cái chuyến thăm này thì mặc dù hai bên tuyên bố thế nào thì không rõ, nhưng mà tình báo Mỹ cho biết rằng là Putin đến để đặt mua hàng mấy trăm chiếc cái loại máy bay không người lái của Iran. Ở Iran có một cái loại máy bay không người lái mà sải cánh là 18 mét, dài 6 mét. Không biết cô tôi nói chữ xác hay là sải cánh rộng kia, hình như là như thế là chính xác đấy quý vị. Nó dài 6 mét và nó có thể chở được nhiều cái loại bom và bay cái bán kính là hơn 200-300 cây số tấn công, và có thể bay được trên tới 24 tiếng đồng hồ. Cái loại máy bay không người lái này của Iran là lấy cắp cái mẫu từ cái máy bay không người lái của Hoa Kỳ mà Ba Lan bắt được mấy chiếc, một hai chiếc gì đấy, và về cóp nhặt lại. Thì hiện nay Nga không có, thì Nga đang đến để xin mua lại của Iran cái này. Và thông tin cho biết là Iran bán cho Nga khoảng chừng 200 chiếc để, và cả đó thì nó lột trần cái huyền thoại về cái con đội mạnh nhất, mà nói như là nếu mà thật sự mà Nga phải mua máy bay không người lái của Iran trong cái cuộc chiến ở Ukraine thì có lẽ là cả thế giới phải đứng hình. Thưa quý vị, đúng là chính xác là nói như Lê Ngọc Thông, tức là phải đứng hình được một cái đội quân gọi là mạnh nhất thế giới, thưa quý vị. Và cho đến hiện nay người ta bảo rằng Iran đã giao cho Nga là khoảng 200 chiếc máy bay không người lái như vậy. Và cái điều đó có làm cho Ukraine sợ hãi hay không thì chưa rõ, nhưng mà chắc chắn một cái điều rằng là nếu có như vậy thì cũng có thể người ta đang bàn cái khả năng, trước đây Mỹ đã bàn được khả năng là sẽ cung cấp cho Ukraine bốn cái máy bay không người lái, cái loại gọi là đại bàng sám, tức là cái loại bảo là với cả lãnh thổ Ukraine thì chỉ cần bốn quả bốn 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 chiếc như vậy, nó bay độ cao rất cao, kiểm soát toàn bộ cả khu vực phía dưới, cũng như là coi như là nó có thể tấn công, có thể có rất nhiều cái đó. Và người ta nói rằng là với cái loại máy bay đó mà được cung cấp cho Ukraine thì đó là một cái đại họa cho đội quân xâm lược của Nga. À, thưa quý vị, có nhiều người cũng thắc mắc bảo là tại sao trên nay mà lại ông cấp những cái nhỏ giọt như vậy, thỉnh thoảng ấy, đưa cho cái loại này chẳng hạn là tên lửa HIMARS là hiện nay chỉ bắn được 70-80 cây số thôi, mà trong khi đó nó có loại đạn thì bắn được 300 cây mà ông cấp cho nó. Thưa quý vị, ta phải hiểu một điều như thế này, thưa quý vị, vì sao mà lại Nga không Mỹ cũng như cả nước phương Tây không thể cấp ngay cái loại đó, bởi vì cái thứ nhất là phía Ukraine phải sử dụng một cách gọi là thành thạo các vũ khí mà họ đối với họ là hoàn toàn mới. Điều đó thứ nhất. Điều thứ hai là những vũ khí của phương Tây cấp cho Ukraine hiện nay là những cái vũ khí hiện đại,
Và nếu như anh không có cái kế hoạch giữ gìn cho nó cẩn thận hoặc là bảo vệ nó để rơi vào tay Nga thì đó cũng lại là một cái thảm họa. Cho đến vừa qua thì Nga tuyên bố là tiêu diệt được mấy cái vừa cái cụm HIMARS rồi các thứ, nhưng mà cho đến nay thì rõ ràng là cái điều đó đã bị bác bỏ. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba nữa thưa quý vị, cái cuộc chiến này là một cái cuộc chiến tiêu hao. Kể cả trường hợp người Ukraine có tấn công, có giải phóng hết cái vùng lãnh thổ đó thì ý đồ xâm lược của Nga vẫn còn. Và ý đồ xâm lược của Putin thì vẫn còn, mặc dù là các đám dư luận viên kể cả từ Việt Nam chó mồm sang bảo là Nga không có ý định xâm lược, rồi là không có ý định này khác, nhưng mà thực chất ra thì cái điều đó ai cũng nhìn thấy. Vừa qua thì kể cả các cái nhà ngoại giao Nga cũng như là tất cả cái đám thân Nga bảo rằng là bây giờ thì Ukraine phải chấp nhận là cái chuyện là phải chấp nhận cái thực tế, thực địa như thế, nhường đất cho Nga để mà đổi lấy hòa bình. Và chính vì vậy mà phía Ukraine bảo rằng là không có chuyện thương lượng gì hết, bởi vì không có chuyện bàn chuyện nhường lãnh thổ, một tấc cũng không chịu. Chính vì thế mà cái cuộc chiến chưa có kết thúc, chưa có kết cục. Và cũng vì vậy mà nếu như bây giờ mà Ukraine có đánh đuổi hết Nga ra khỏi lãnh thổ thì cũng không giữ được phía họ, bởi vì cái mưu đồ của Nga vẫn còn. Và đây là một cuộc chiến tranh tiêu hao, bên nào mà dai dẳng hơn, bên nào mà giữ tốt hơn, bên nào mà chịu được đứng được nhiều hơn thì bên đó sẽ thắng, đó lý do chắc chắn. Chính vì vậy mà thưa quý vị, cuộc chiến nó vẫn cứ giằng co, vẫn cứ giằng dai như vậy, và Nga vẫn cứ tiếp tục hàng ngày cứ chảy máu, lính chết, cứ đổ tiền của, đổ xe, đổ tất cả vào đó cùng thi gan với nhau. Và đến cái lúc nào mà hai bên cùng chảy máu là và cái cuộc chiến đến đâu thì coi như phía Ukraine sẽ được cung cấp vũ khí cho đến đó để mà bảo vệ bằng được cái đó, cuối cùng thì coi như giành cái chiến thắng. Đó là cái mục đích của cái cuộc chiến mà chúng ta nhìn thấy rất là rõ từ đầu như vậy. Cho nên là nhiều người bảo tại sao nó không cung cấp, và rồi là cả cái máy bay thì cái loại hiện đại như vậy. Thưa quý vị, những cái mà nhiều khi mà cung cấp những cái vũ khí như vậy thì tạo ra một cái cớ rất rõ ràng cho Nga có thể là nổi khủng và lấy cái cớ đó để mà cắn càn làm vậy. Cho nên cái điều đó điều mà các nước phương Tây phải rất là cẩn thận, và chính đó là cái mà hiện nay mà người ta đang cho rằng đó là cái cách đối xử, cái cách gọi là xử lý rất là khôn ngoan, rất là thông minh của các cái nước phương Tây. Và trước hết thì trước mắt về có thể nay cho đến mùa đông, cho đến một vài tháng tới thì nước Nga vẫn cứ tiếp tục chảy máu và Putin vẫn cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào mà anh kiệt quệ thì bây giờ cái câu chuyện tổng tấn công hoặc cái chuyện đó tính sau. Thì đó là cái câu chuyện, các thông tin về vấn đề cuộc chiến ở Ukraine. Và sau đây là cái bài nhận định trên cái tờ Daily Mail của Anh, có thưa quý vị, người đứng đầu cơ quan mật vụ Anh, cơ quan tình báo Anh là M16, đã nói rằng cuộc xâm lược Ukraine của Putin là một thất bại rất là hoành tráng. Cuộc tấn công của Nga hiện nay đang cạn kiệt sức lực vì lực lượng của Putin có thể cần phải tạm dừng trong những tuần tới. Đó là nhận định của người đứng đầu cơ quan M16, cho biết là hiện nay Putin đang cạn kiệt sức lực ở Ukraine và lực lượng của ta có thể là phải nghỉ ngơi, phải tạm thời dừng lại cái cuộc chiến này trong những tuần tới. Ông Richard Moore là giám đốc của cơ quan tình báo mật vụ Anh, gọi là cơ quan này gọi tắt là M16 quý vị, cho biết là cuộc chiếm đóng này rõ ràng là chưa kết thúc, nhưng mà Tổng thống Nga rõ ràng là đang làm nên một cái bản hùng ca thất bại khi mà xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Thông tin này được đưa lên trong bối cảnh Putin đã phải chịu tổn thất nặng nề, ít nhất là 66 đại tá, tức là sĩ quan cấp cao của Nga đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Tuần này Hoa Kỳ ước tính có số thương vong của Nga trong cuộc xâm lược này khoảng chừng 15.000 người. Trong khi đó thì Ukraine đã vừa thông báo con số hôm nay là 39.700 người, trong khi Ukraine đưa ra con số nhiều hơn là. Và ông Moore cũng bác bỏ những luận tuyên bố rằng Putin đang mắc bệnh ung thư hoặc bệnh Parkinson hoặc là một cái căn bệnh nào biển khác. Thì ông bác bỏ điều đó, và ông thường xuất hiện không nói là Putin thường xuất hiện không ổn định trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây. Phát biểu tại cái diễn đàn an ninh ở Aspen ở Mỹ thì ông Moore này cho biết rằng là tôi nghĩ ông ấy đã phải chịu một cái thất bại chiến lược ở Ukraine.
rõ ràng là vẫn chưa kết thúc. Rõ ràng ông này làm được và cái lực lượng Nga đã đạt được một số tiến bộ gia tăng trong những cái tuần và những cái tháng gần đây, nhưng đó là những con số rất là nhỏ. Chúng ta đang nói về một cái số giặc nhỏ đi trước khi mà họ chiếm một cái vài cái thị trấn không có giá trị gì cả và nó đã bị xóa sổ trước khi mà họ chiếm được. Và tôi nghĩ rằng họ sắp hết hơi. Tôi cho rằng họ đánh giá, cái đánh giá của chúng tôi là người Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong cái việc cung cấp nhân lực trong vài cái tuần tới. Họ sẽ phải tạm dừng theo một cách nào đó và điều đó sẽ tạo cơ hội để cho người Ukraine tấn công lại. Tinh thần của họ thì vẫn còn cao, họ đã bắt đầu nhận được càng ngày càng nhiều các loại vũ khí tốt, đó là phía Ukraine. Theo ngò thì khi mùa đông sắp đến và áp lực về cái nguồn cung cấp khí đốt thì chúng ta đang ở trong một thời kỳ khó khăn. Người tin rằng cuộc chiến chống lại Ukraine có thể mừng là lợi ích trên khắp châu Âu. Ông nói rằng điều quan trọng tôi nghĩ là vì việc chính người Ukraine rằng họ phải chứng tỏ cái khả năng tấn công đáp trả của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng đối với cái tinh thần liên tục cao của họ từ trước đến nay. Và thành thật mà nói thì tôi cũng nghĩ rằng đó sẽ là một cái lời nhắc nhở quan trọng đối với phần còn lại của châu Âu rằng đây là một cuộc chiến dịch khó có thể giành được của người Ukraine. Ông ấy cho biết rằng là không có bằng chứng nào cho thấy là Putin đang bị bệnh nghiêm trọng và cái việc mà tiến vào cuộc xâm lược thực tế về những gì họ sắp gặp phải chỉ là cái điều không được thông báo cho các nhà lãnh đạo Nga. William Burns thì cũng phát biểu tại cái diễn đàn an ninh ở Aspen ở Colorado, cũng nói rằng là Putin hoàn toàn khỏe mạnh. Và vì ông nói rằng những bình luận của ông không phải là một cái phán đoán tình báo chính thức mà chỉ là một ý kiến cá nhân mà thôi. Cái cuộc xâm lược này đã gây ra các lệnh trừng phạt rộng rãi chống lại cái chế độ Nga. Ông Mo cho biết là cái nỗ lực khá để phối hợp chống lại Nga đã dẫn đến cái việc trục xuất một thứ gì đó ở phía Bắc trong số 400 sĩ quan tình báo đang hoạt động dưới cái vỏ bọc ngoại giao. Ông nói thêm rằng là chúng tôi tính toán rằng ở Anh có thể là đã giảm một nửa khả năng hoạt động kinh doanh của họ trong việc thanh gọi là trong việc do thám của Nga ở châu Âu. Và ông cho biết rằng còn quá sớm để nói rằng là Trung Quốc sẽ rút ra bài học gì từ những thất bại của Putin ở Ukraine. Nhưng Tập Cận Bình đang xem cái điều này như một cái con dì hâu ngồi quan sát. Điều này khiến những cái điều thiết yếu là chúng ta phải đối phó với Ukraine và tiếp tục vượt qua mùa đông này và giúp Ukraine giành chiến thắng và đàm phán một cái vị thế có sức mạnh đáng kể. Ông đề nghị như vậy, tức là khi mà muốn đàm phán với Nga thì Ukraine phải ở vào cái thế là có cái sức mạnh và Nga phải chấp nhận, nếu không nó cũng đàm phán được. Hội nghị cho biết là Nga và Trung Quốc đã có mối quan hệ dựa trên cái lý tưởng không có giới hạn. Và theo ông Mo nào cho biết rằng là mặc dù khá bảo thủ về sự hỗ trợ quân sự, nhưng mà Trung Quốc đang giúp đỡ người Nga trên cái vấn đề Ukraine bằng cách gọi là mua dầu của Nga. Và ông nói thêm rằng là họ đang ở ngay trên chân trước của việc đánh trống Nga và bàn câu chuyện Nga xung quanh Ukraine và làm điều đó không có bất kỳ một cảm giác mảy may nào. Đây là một cái quốc gia dành nhiều thời gian cho chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Và đây là ví dụ nghiêm trọng nhất về việc ai đó đã xé bỏ cái điều đó châu Âu và người Trung Quốc tiếp tục là bán các cái đầu rắn gọt, các cái loại gọi là dầu rắn gọt rắn khắp thế giới, tức là một cái cách dịch mà chúng ta có thể khó hiểu, quý vị. Nó cảm thấy khá chặt chẽ nhưng không phải là một cái quan hệ đối tác bình đẳng. Ukraine đã làm cho nó kém bình đẳng hơn và Moscow rất là đà đeo và người Trung Quốc thì đứng trên cái ghế lái. Nói về mối quan hệ giữa Trung Quốc và phía Nga trong cuộc chiến Ukraine, thưa quý vị. Cho đến nay thì Trung Quốc, người ta đánh giá rằng là Trung Quốc vẫn là cái người giúp đỡ Nga bằng cách mua dầu của họ. Thế nhưng mà thời gian gần đây những cái đầu tư của Trung Quốc, chẳng hạn như là trong cái chương trình là một vành đai và con đường thì năm 2022 này, thì con số đầu tư của Trung Quốc vào Nga là con số 0. Nga, Trung Quốc đã phải giảm toàn bộ cái đầu tư đó. Bởi vì thưa quý vị, Trung Quốc thì vẫn vừa
gọi là vừa hợp tác với Nga nhưng vẫn về với nhóm, là bởi vì Trung Quốc cũng rất lo sợ là nếu như mà có cuộc trừng phạt như là trừng phạt với Nga đối với Trung Quốc thì điều đó cũng gây ra một sự liệt diễm. Cái đây mấy tháng khi một chiến tranh xảy ra và những cuộc trừng phạt của phương Tây mà liên tục giáng vào Nga thì Trung Quốc đã phải họp hàng mấy trăm những cái nhà kinh doanh này, những cái nhà chính trị này, các quan chức để mà bàn bạc là nếu như mà Trung Quốc mà bị phạt như vậy thì có trụ đặt cách có trụ được không và trụ ở cách nào. Và thưa quý vị, đó là cái bài nhận định về những cái thất bại rất là hoành tráng, rất là mạnh mà rộng rãi của Putin trên cái cuộc xâm lược ở Ukraine. Và cái nhận định rằng trong thời gian tới thì Putin phải để quân lính và phải nghỉ ngơi trong một số tuần. Và đó là cơ hội của Ukraine. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi tổng hợp đưa vào đến quý vị trong chương trình tin tức bình luận ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi, mong được sự ủng hộ tiếp tục và hẹn gặp lại trong chương trình tin tức và bình luận lần sau. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn nhiều.